Tinh tế đại hàng hải thời đại, mỗi người đều có cơ hội thức tỉnh, đi hướng vũ trụ. Thần phong ngoài ý muốn xuyên qua, vốn tưởng rằng học xong trung học phổ thông liền đem bước lên thức tỉnh cùng vũ trụ hành trình, kế thừa gia nghiệp. Vạn vạn không nghĩ tới chính là, thần phong kích hoạt vạn giới thành tựu hệ thống. Lợi dụng hệ thống để cho từng cái đầu động cùng hư cấu thế giới gián lâm trở thành sự thật, hắn liền có thể không ngừng thu hoạch điểm thành tựu, không ngừng trở nên mạnh mẽ vì ứng đối ngoại tinh dị tộc xâm lấn, thần phong quyết đoán để băng thiết giáng lâm dung hợp, đạo diễn vừa xảy ra sự kiện chấn kinh hoàng vũ. Đoàn tàu Stardom, quân đoàn hủy diệt, trạm không gian tháp đen, bê lốc, tiên chu. Và vô số thế giới khác. Thần phong làm cho hết thảy đều chân thật hàng lâm mà đến. Hỏng rồi. Có sinh vật ngoài hành tinh xuất hiện ở trạm không gian lam tinh. Tận thế rồi, thật sự có người ngoài hành tinh xâm lấn thiếu niên này thật mạnh một kích đánh chết cự thú người thức tỉnh có thể làm được sao hả tinh thần mệnh đồ hành giả khá lắm thì ra làm tin chúng ta vừa mới ra khỏi tân thủ thôn theo hàng lâm dung hợp thế giới càng ngày càng nhiều thần phong cũng từng bước một đi lên vạn giới chi chủ thần tọa mạng tiểu thuyết phi lương nhắc nhở ngài bản tiểu thuyết cùng nhân vật chỉ là hư cấu nếu có giống nhau chỉ là trùng hợp, chớ bắt trước. Chương 1. Thời đại vũ trụ, ngoại hoàng trước mắt. Bạn đang nghe tại truyện.audio. Song song thế giới Lam Tinh. Khu nhà cao cấp tất đất tất vàng ở trung tâm thành phố Mado, trong một tòa biệt thự xa hoa. Thần Phong chậm rãi mở mắt, nhìn bốn phía xa lạ hết thảy, vẻ mặt mờ mịt. Tôi đang ở đâu? Đúng lúc đó, một luồng tin tức đột nhiên chui vào thiếu niên trong đầu. Tê. ta cư nhiên xuyên qua thân thể, thay thế một người khác trong thế giới song song. tuy rằng đều là cô nhi thân phận, nhưng hiện tại ta là lam tinh trước giàu nhất tập đoàn người thừa kế. mà cái thế giới song song này, lam tinh các phương diện đều càng phát đạt, ở vào tinh tế đại hàng hải thời đại. thần phong chỉ cảm thấy không thể tưởng tượng nổi, nhưng trải qua dòng tin tức sắp xếp lại, hắn cũng là tận khả năng bình phục tâm tư đem xuyên qua sự tình tiếp nhận xuống. Vô luận là thân phận hay là thời đại, đều tương đối khá. Thú vị! Thần Phong không khỏi cười, bắt đầu tinh tế nhớ lại càng nhiều chi tiết hữu dụng. Trong thời đại tinh tế này, tất cả mọi người khi tròn 18 tuổi, đều có cơ hội tiến hành thức tỉnh. Mà người thức tỉnh cũng không phải không gì không làm được như trong tiểu thuyết. Sự khác biệt lớn nhất giữa người thức tỉnh Lam Tinh và người bình thường chính là khả năng thích ứng với môi trường vũ trụ. Đơn giản mà nói, người bình thường đi vào vũ trụ cần phải trả giá lớn hơn để sinh tồn trong môi trường vũ trụ. Các điều kiện như oxy, trọng lực, nhiệt độ, độ ẩm đều có giới hạn rất lớn. Mà người thức tỉnh thì bất đồng, càng là người thức tỉnh cao cấp có thể càng tùy tâm sở dục thích ứng hoàn cảnh vũ trụ. Giống như S lever qua cơn nó có thể tồn tại hàng giờ trong chân không, mà đẳng cấp thức tỉnh lại thường thường là trời sinh, cái này dẫn đến nhân sinh của người bình thường cùng người thức tỉnh hoàn toàn bất đồng. Người bình thường muốn đi du lịch vũ trụ thậm chí gây dựng sự nghiệp, chỉ có thể hao phí số tiền lớn mới có điều kiện tiến hành. Mà người thức tỉnh lại thường thường là bánh trái thơm ngon của các cơ cấu lớn các quốc gia. Hiện giờ Lâm Tinh ở vào thời đại tinh tế đại hàng hải, trong vũ trụ thiên cung khắp nơi đều là người thức tỉnh, ngay cả công ty tư nhân cũng phát triển ra trạm không gian. Căn cứ thỏ ngọc mặt trăng, vô số người thức tỉnh không ngừng đào ra ba nguyên liệu, kiếm được đầy bồn đầy bát. Hỏa tinh chúc dung căn cứ cũng đã mở ra, vô số người thức tỉnh bước lên trục mộng viễn chinh. Đi tới sao hỏa viễn chinh cần dài đến mấy năm, đi tới sao hỏa người thức tỉnh cũng thường thường là lấy gia đình làm đơn vị, là thật dự định đi khai chi tán dịp, khai sáng gia tộc huy hoàng đổi lại là người bình thường, đừng nói đi hỏa tinh, thật chính là có thể đi, hỏa tinh trọng lực thấp không dưỡng khí, dù là mô phỏng được lại tiếp cận lam tinh, đi nơi đó người bình thường chính là không có biện pháp sinh sản, còn dễ dàng mắc các loại bệnh tật. Cho nên, cái này tinh tế đại hàng hải, đúng là vẫn là số ít người thức tỉnh thời đại. Người bình thường cả đời có thể đi du lịch trạm không gian vũ trụ một lần, thả mười dặm tám xã khoác lát, sợ cũng đều là con xinh đẹp nhất trên đường mà thần phong trước mắt vừa tròn 18, là học sinh trung học phổ thông thiên nam. Trước đó cũng đã thức tỉnh. Đáng tiếc xếp hạng chỉ có dê cấp. Tương đương với mức độ thích nghi với môi trường gần trái đất. Thần phong suy nghĩ một chút, cuối cùng là không có quá mức rối rắm. Thời đại này quả thật có ý tứ, thoạt nhìn rộng lớn mạnh mẽ. Có thể có được người thức tỉnh thân phận, tối thiểu một tấm vé vào cửa cũng đã có cho dù không khoa trương bằng những người thức tỉnh đỉnh cấp, nhưng thần phong là ai? hắn xuyên việt mà đến nhưng là kế thừa tinh thần tập đoàn. Nhóm không chỉ sở hữu một số trạm không gian hành tinh, thậm chí gần đây vừa mới hoàn thành trạm không gian lớn nhất toàn nhân loại, trạm không gian tinh thần, duy nhất một cái siêu lớn tinh cản. Không lâu sau, thần phong còn phải xin nghỉ đi cắt băng khánh thành. Chỉ mong tương lai thức tỉnh sự tình có thể dùng tiền giải quyết đi sao hỏa a tinh thần đại hải a ngẫm lại thật đúng là làm cho người ta cảm xúc dân trào a ngay khi thần phong chuẩn bị kết thúc hồi ức đột nhiên bên tai thần phong truyền đến một âm thanh nhắc nhở máy móc đinh tìm được thích hợp ký chủ đang kích hoạt vạn giới thành tựu hệ thống đinh chúc mừng ký chủ hệ thống kích hoạt thành công trọng yếu nhắc nhở trọng yếu nhắc nhở trọng yếu nhắc nhở ký chủ vị diện vũ trụ tồn tại không biết thứ nguyên hàng lộ con đường thứ nguyên này nằm ở rìa của hệ mặt trời căn cứ vào hệ thống điều tra ghi chép nhân loại ở tinh cầu ký chủ từng có một hạm đội không gian gặp phải loạn lưu trước mắt thần phong đột nhiên xuất hiện hình ảnh bên ngoài hệ mặt trời một đội phi thuyền vũ trụ đang bay ra ngoài hệ mặt trời nhưng đội hình theo sát toàn bộ hạm đội bắt đầu rối loạn giống như bị lực lượng vô danh nào đó dẫn dắt. Quan trọng hơn là, Thần Phong từ trên độ trang trí của hạm đội liền nhận ra, đây là phi thuyền của tập đoàn bọn họ. Từ thời gian điểm đến xem, chính là Thần Phong thế giới này cha mẹ ngồi phi thuyền. Hai người đều là ép cấp người thức tỉnh, tại đại hàng hải thời đại khai sáng tinh thần này một quái vật khổng lồ. Ở Thần Phong mấy tuổi thời điểm, bọn họ cũng đã xuất phát, chuẩn bị đem nhân loại hành trình đẩy ra ngoài hệ mặt trời mãi cho đến nửa năm trước, hai người không còn tin tức gì nữa. Mặc dù thần phong là xuyên qua mà đến, nhưng dù sao cũng là thay thế song song vũ trụ chính mình, thêm vào lại dung hợp ký ức. Cho dù chỉ có một chút hồi ức lúc mấy tuổi, trong lòng thần phong vẫn không khỏi sinh ra dao động. Nếu thật sự có thể, ai lại muốn làm cô nhi chứ? Hệ thống Tiếp theo thì sao? Đội phi thuyền này thế nào rồi? Đang điều tra gợi ý, căn cứ hệ thống tra cứu, này phi thuyền hạm đội tại thứ nguyên hàng lộ bên trong gặp phải dị giới ngoài hành tinh văn minh. Côn rác gặm nhắm. Côn rác phái ra cũng là đội tiên phong, nhưng côn rác không giống với hệ mặt trời, ba hành tinh trong tinh hệ đã từng bộc phát chiến tranh giữa các vì sao. Cho dù là đội tiên phong bình thường nhất, cũng được trang bị vũ khí chiến lực kinh người. Hạm đội chủ ký sinh vừa nhìn thấy chỉ sợ đã gặp bất trắc, xác suất sống sót không tới một phần trăm vạn cảnh cáo quan trọng. Căn cứ vào đánh giá của văn minh Lam Tinh và văn minh Côn Rác, trình độ quân sự, kinh tế, khoa học kỹ thuật của đối phương đều giống như thần linh. Theo những gì có sẵn, sự hung hăng mãnh liệt mà Côn Rác thể hiện sẽ đe dọa nền văn minh sao xanh. Cảnh cáo quan trọng Đội tiên phong Côn Rác dự tính nửa năm sau sẽ hoàn thành thăm dò đối với tuyến đường hạng không thứ nguyên, cũng tiến vào hệ mặt trời. Mời ký chủ chuẩn bị sẵn sàng. Thanh Minh đạp thanh vui vẻ đọc sách. Bổ sung 100 tặng 500 phiếu vip. Thời gian hoạt động. Ngày 4 tháng 4 đến ngày 6 tháng 4. Chương 02. Đạo diễn hình thức, có thể tàn thế giới. Bạn đang nghe tại truyện chấm audio. Thần Phong nghe vậy, đốt ngón tay có chút trắng bệt. Vô luận là chuyện của cha mẹ nơi này, hay là Lam Tinh sắp đối mặt uy hiếp, Thần Phong chỉ sợ là không có biện pháp không đến xỉa đến dưới tổ không có trứng chuyện này chỉ sợ chỉ có ta bởi vì hệ thống biết được về tình về lý về chính mình đều phải nghĩ biện pháp giải quyết cái này chết tiệt côn rác văn minh vào lúc này hệ thống lại truyền đến âm thanh nhắc nhở ngài còn có hệ thống quan trọng mãn chưa xem qua còn có tân thủ túi quà chưa lĩnh thu dọn tâm tư thần phong nhanh chóng xem qua giới thiệu về chức năng quan trọng của hệ thống giới thiệu hệ thống vô cùng ngắn gọn rõ ràng. Thần Phong xem qua trong nháy mắt, cơ hồ là lấy tin tức lưu hình thức trót vào trong đầu lý giải. Hắn sở trói định hệ thống, gọi vạn giới thành tựu hệ thống. Đơn giản mà nói, chính là có thể làm cho vạn giới hàng lâm, cũng cùng lam tinh vị trí vũ trụ tiến hành dung hợp hệ thống. Chỉ cần tiêu phí điểm thành tựu, cơ hồ bất kỳ thế giới nào cũng có thể hàng lâm và dung hợp. Trực tiếp sáng tạo một đại thế giới bao hàm toàn diện. Theo dung hợp thế giới càng nhiều, đẳng cấp càng cao, thần phong mỗi tháng liền có thể cố định thu hồi thành tựu điểm. Sau khi hiểu được cách sử dụng của hệ thống, thần phong nhất thời thoải mái hơn một chút. Hệ thống này vẫn trâu bò, đáng giá cao hứng. Cái này ý nghĩa, ta có thể dung hợp một ít càng công nghệ cao văn minh, huyền huyễn tu chân, thế giới ma pháp vân vân, đến đối kháng côn rác văn minh. Trực tiếp đã kích đối phương. Được được, Côn rác văn minh đúng không, ta không được đem các ngươi nghiền xương thành tro. Thần phong nhất thời thấy được hy vọng đối kháng côn rác. Tuy nhiên, thật chờ hắn mở cửa hàng ra nhìn. Các loại dung hợp thế giới giá cả quả thực đắt đến thái quá. Cái loại ly li liên nguyên thượng phổ. Thần phong hoàn toàn trợn tròn mắt. Thần phong trực tiếp mặc niệm trong lòng. Hệ thống. Giá 100 triệu điểm thành tựu là khái niệm gì? Hệ thống truyền đến âm thanh nhắc nhở. Đang điều tra tình hình thế giới hiện tại của ký chủ. Ngay sau đó, hệ thống một bên giới thiệu, một bên bày ra một cái chỉ có thần phong có thể nhìn thấy nữa trong suốt mặt bản. Thần phong, thân phận. Làm tin học sinh trung học, tinh thần tập đoàn chủ tịch, làm tin người giàu nhất tuổi. 18. Bản chiến lực, chức nghiệp. Về cấp thức tỉnh giả, làm tin đánh giá tiêu chuẩn, B5-03 giá trị thông số kia cài 3, tài năng. Khả năng thích ứng không gian LV3, kỹ năng đặc thù. Không, sức mạnh. 5. Nhanh nhẹn. 5. Thể chất. 5. Tinh thần. 10. Chiến lược xếp hạng. 5. Người bình thường trình độ bản điều khiển thế giới, chủ thế giới hiện tại. Làm tình thế giới, thế giới dung hợp. Không, đẳng cấp thế giới. Không, tiến độ 0.00%, thế giới kỹ năng không gợi ý căn cứ vào cơ chế điểm thành tựu nếu như vật chủ không làm bất kỳ thay đổi ảnh hưởng nào mỗi tháng có thể cố định thu hoạch 10 triệu điểm thành tựu cách nói này trực tiếp làm cho thần phong càng hết chỗ nói rồi cũng chính là tình huống trước mắt của ta nếu kém không nhiều hơn một năm tích góp một ức thành tựu ta thấy huyễn thú mạc nổ thế giới một trăm triệu thành tựu một năm nha ta mới có thể đổi loại thế giới bình thường này đi ra dung hợp nha. Ta kháo. Đây không phải là hoa cúc cũng lạnh. Ta đường đường lam tinh thủ phú, gia đại nghiệp đại, thiếu hắc nô cho ta làm việc. Ta thiếu chính là ngưu bức chiến lực. Công nghệ cao. Cho ta giết chết đám kia côn rác văn minh cẩu vật. Hệ thống trực tiếp nhắc nhở. Xét thấy chủ ký sinh đang ở thời kỳ khai hoang, hệ thống đề cử ngươi sử dụng hình thức đạo diễn cơ hội trải nghiệm giới hạn thời gian bằng cách mua một phần kịch bản của thế giới ký chủ thế giới mỗi có một người tin tưởng kịch bản nội dung tồn tại ký chủ liền có thể lục tục kiếm lấy thành tựu điểm có thành tựu điểm ký chủ lại từng bước mua đối ứng thế giới mảnh vỡ có thể lục tục đem đối ứng thế giới một bộ phận biến thành chân thật gợi ý mảnh vỡ thế giới dung hợp đồng dạng sẽ đề cao trước mắt thế giới dung hợp độ đồng dạng có thể thu hoạch thêm phần thưởng điểm thành tựu ký chủ cũng không cần lo lắng bất đồng mảnh vỡ dung hợp thác loạn, dung hợp quá trình toàn bộ trí năng, sẽ lấy chủ thế giới nhận thức làm chủ. Thần Phong nghe vậy ngẩn ra, hơi chảy chút qua liền hiểu được. Kịch bản diễn, kỳ thật căn bản không tồn tại trong thế giới này, nhưng có thể hạn chế thời gian thể nghiệm. Mà một bộ phận người Lam tin tin tưởng sau đó, Thần Phong có thể thu hoạch điểm thành tựu. Lại dùng thành tựu đổi mảnh nhỏ, đem nội dung thể nghiệm thời hạn làm thành sự thật lo diệt kiếm thành tựu điểm liền bế hoàng. Đơn giản mà nói, chính là trả góp từng kỳ. Trước tiên làm phóng viên cùng thể nghiệm phục họa bánh nướng, lừa dối một làn sóng ngốc tử người xem tin tưởng, lại lên mảnh vỡ phục kiểm tra vớt một làn sóng, cuối cùng lại chính thức thượng tuyến. Được được được, tôi hiểu rồi. Hệ thống Đề nghị chủ ký sinh chọn lựa và xác nhận kịch bản hoặc phó bản, sau đó mở gói quà lớn cho người mới tân thủ đại lễ bao sẽ căn cứ vào tình huống hiện tại của vật chủ cùng ý nguyện cá nhân nhằm mục đích cung cấp tốt nhất lựa chọn bắt đầu đạo cụ thần phong gật đầu được cái này cũng rất tốt cho tôi xem kịch bản thế giới đi sau đó thần phong trước mắt một trận biến ảo trước mắt liền xuất hiện rực rỡ muôn màu thế giới danh sách mà sau khi mỗi điểm thế giới đi vào đều có kịch bản phó bản tương ứng với sự kiện lớn trên thế giới đẳng cấp thế giới càng cao, sự kiện càng quan trọng, giá cả cũng càng đắt. Thần Phong hơi trầm ngâm sau đó, ấn xuống sàn lọc nút, lựa chọn cùng vũ trụ tương quan một bộ phận thế giới. Từ sau khi quen thuộc vừa rồi, Thần Phong cũng rõ ràng vài chuyện. Đầu tiên, dung hợp thế giới về sau, đối với Thần Phong là có thành tựu điểm chỗ tốt, hắn trình độ nào đó cũng coi như thế giới chi chủ. Nhưng thực lực cá nhân trước mắt của hắn, đó chính là chiến ngũ tra chỉ bằng điểm ấy muốn dùng cái gì huyền huyễn cao ma một loại kịch bản còn muốn điều động đại năng tới cứu vớt thế giới khả năng này không nói không có đi không khỏi cũng quá mức cố hết sức không lấy lòng thi tu luyện cuộc xâm lược của côn rác chỉ còn một năm nữa thôi làm sao kịp cân nhắc đến hiện giờ lam tinh ở vào thời đại tinh tế đại hàng hải thần phong sau khi phân tích một phen cảm thấy vẫn là từ trong thế giới khoa học kỹ thuật vũ trụ chọn lựa càng đáng tin cậy. Có thể trộn lẫn chút lực lượng thần bí, có thể đề cao chiến lực cá nhân của thần phong, vậy thì càng tốt. Vào lúc này, xuất hiện ở trong danh sách băng thiết thế giới khiến cho thần phong chú ý. Có. Băng thiết cũng không tệ. Thứ nhất bối cảnh tương tự, thứ hai ta cũng quen thuộc. Mấu chốt cũng có hành giả, mệnh đồ, tinh thần hơn nữa dùng tinh khung đoàn tàu đến triển khai, liên lụy khai thác mệnh độ, thậm chí còn có thể có ích cho làm tinh thức tỉnh giả. Có hiện thân thuyết pháp, cũng càng dễ dàng làm cho người ta tin phục, cho ta kiếm lấy điểm thành tựu. Ừ. Thần phong trầm ngâm một lát. Liền ngươi. Băng thiết, khởi động. Thanh minh đạp thanh vui vẻ đọc sách. Bổ sung 100 tặng 500 phiếu viết. Thời gian hoạt động ngày 4 tháng 4 đến ngày 6 tháng 4. Chương 03 Nghịch thiên gói quà Kịch bản, sân khấu Bạn đang nghe tại truyện chấm audio Thần phong không do dự nữa Thế giới có thể biểu hiện trong thương trường Đều không tồn tại ở Lam Tinh Dù sao cũng là thế giới song song Cái này cũng miễn cho thần phong chọn lọc phiền toái Hắn trực tiếp đem nội dung vở kịch ban đầu của băng thiết để vào xe mua sắm cái này sẽ. Số dư điểm thành tựu rỗng tuyết, một điểm cũng không có. Muốn mua, còn phải xem phần thưởng của người mới. Bởi vì mở đầu nội dung vở kịch, liền liên quan đến khai thác tinh khung đoàn tàu, tinh hạch thợ săn, trạm không gian, phản vật chất quân đoàn, tận thế thú vân vân Chỉ là một màn này đã phải 2.000 vạn, cũng là đắt thái quá. Nếu như không phải kịch bản giới hạn thời gian hiện ra, mà là muốn thật đem các loại khái niệm, thậm chí tinh thần kéo tới lam tinh thế giới biến thành chân thật. Giá cả còn phải lộn nhào vài cái, mấy chục trên trăm lần cũng không ngăn được. Thật sự không phải mạc nổ không có mặt bài. Cứ nói tuần sát tinh thần trẻ tuổi nhất đi, hắn sao thật có thể lấy tinh thể làm cung, một mũi tên có thể đánh nổ tinh hệ tồn tại. Đắc luôn có đạo lý đắc. Chuyện nuôi huyện thú hắc nô, cuối cùng vẫn là hơi về sau một chút. Trong tay có lương thực dư, mua lại dung hợp và tăng điểm thành tựu sản xuất cũng không tồi. Hệ thống, mở ra tân thủ đại lễ bao. Hệ thống lại vang lên tiếng nhắc nhở. Đang xác nhận mở ra. Chúc mừng chủ ký sinh lĩnh tân thủ đại lễ bao thành công. Đinh. Chúc mừng ký chủ, thu được 100 triệu điểm thành tựu khởi động tài chính. Chúc mừng ký chủ, thu được khai thác mệnh đồ mở ra, trở thành khai thác hành giả, căn cứ làm tin đánh giá tiêu chuẩn ký chủ sẽ trở thành cao hơn S cấp thức tỉnh giả tồn tại. Giá trị bản điều khiển thể chất T10, sức mạnh T10, tinh thần T10 nhanh nhẹn T10, đẳng cấp tổng hợp 10 thu được năng lực. Tinh hạch khống chế LV1, đường hàng không người quét, tinh tế hàng không lộ LV1, nhận dạng cùng khơi thông khai thác tinh thần khai thác đường hàng không, đạt được tài năng. An cho Transport, chúc mừng ký chủ, thu được khai thác giới vực neo định 10 cái. Chúc mừng ký chủ. Thu được hệ thống bên trong kỹ năng, thành tựu bạo kích, thành tựu bạo kích. Đối ký chủ cá nhân tinh phục sinh ra thành tựu điểm, sẽ kèm theo bạo kích khen thưởng, bội xuất đem theo thế giới đẳng cấp tăng lên mà tăng lên. Chúc mừng ký chủ, thu được đạo cụ đặc thù, miễn dịch tử vong tạp, một lần miễn dịch tử vong vô địch trạng thái. Sau khi sử dụng đạo cụ mất hiệu lực, nhìn nhắc nhở khen thưởng cùng đặc hiệu cùng cùng không ngừng lộ ra, thần phong thẳng hô sản khoái. Cái này tân thủ đại lễ bao cũng đúng như hệ thống theo như lời, cơ bản đều là cấp thần phong nhu cầu cấp bách đồ vật. Một trăm triệu điểm thành tựu đó là buồn ngủ đến gối đầu. Một hồi mua xong màn thứ nhất băng thiết kịch bản, còn có thể tiếp tục mua một ít đạo cụ hữu dụng, thần phong chính mình tăng lên cũng rất cần thiết. Đạo cụ miễn dịch tử vong càng trâu bò. Tương đương với cho thần phong một tấm ác chủ bài miễn tử, có thể ở thời điểm trọng yếu phát huy tác dụng giá cả thần phong liếc mắt nhìn, thứ này cũng đắt đến thái quá. Quà tặng có thể mở ra, tự nhiên tương đối khá. Mà khai thác mệnh đồ mở ra, trực tiếp để thần phong trở thành khai thác người đi đường. Điều này có thể đề cao tính thích ứng của hắn trong các loại hoàn cảnh vũ trụ, ngay cả các giá trị và đẳng cấp của mình cũng tăng lên. Trực tiếp vượt xa lam tinh hiện tại tất cả người thức tỉnh. Cho dù là cấp S cũng không bằng mà phối hợp với mấy cái neo ở giới vực vậy càng thuận tiện hơn nhiều thứ này ở trong thế giới băng thiết chỉ có người khai thác mới có thể sử dụng nhưng công dụng lại tương đối rộng rãi tiện lợi và về băng thiết thế giới giáng lâm dung hợp thần phong cũng có tính toán của mình hắn là đạo diễn nhưng chắc chắn cũng sẽ tham gia thứ nhất kịch bản này chung quy là thể nghiệm giới hạn thời gian thuộc loại giả mạo thần phong yên tâm để cho người khác đi kết nối đoàn tàu tinh khung sao? Không yên tâm. Vạn nhất lộ tẩy, kịch bản 20 triệu điểm thành tựu này có thể trôi theo dòng nước. Thay vì như vậy, còn không bằng chính mình cũng tham dự trong đó, trực tiếp làm dung hợp thế giới trong quá trình, hai bên thế giới câu thông ràng buộc. Người khác muốn xen vào. Tự hỏi mình có phải là người tiên phong hay không? Dù sao cũng không có khả năng có người cùng thần phong đoạt cái hố này kể từ đó thần phong làm đạo diễn tự nhiên có thể khống chế tiến độ chi tiết tốt hơn có thân phận người khai thác tầng này thần phong cũng có thể ở trong kịch bản sau đó sắm vai cầu nối với đoàn tàu tinh khung còn không lộ vẻ đột ngột tác dụng là tương đối khá thứ hai phía sau tân thủ túi quà thế nhưng là thức tỉnh thành tựu bạo kích hệ thống bên trong kỹ năng thần phong tham dự trong đó có thể thu được lợi nhuận cũng lớn hơn nữa toàn bộ thế giới băng thiết triển khai, đó đều là lấy góc nhìn đoàn tàu hiện ra. Tinh khung đoàn tàu có lẽ chỉnh thể cùng đứng đầu thực lực không đủ, nhưng đi đâu gặp chuyện không may, tiếp theo cũng dễ an bài nội dung mới. Cái này có thể làm cho thần phong mau chóng gia tốc kịch bản mua sắm, hạn chế hàng lâm, cũng gia tốc thế giới mạnh vỡ thu mua thậm chí dung hợp. Điểm thành tựu cùng cùng không ngừng, thần phong mới có thể mau chóng đề cao thực lực cá nhân hãy đối mặt với một cuộc xâm lược tiềm năng của nền văn minh côn rác trong một năm nữa. Chính thể đại phương hướng đã có, làm kịch bản, làm sụp đổ sắc giáng lâm, một năm sau mục tiêu cũng có, côn rác. Hiện tại phải suy nghĩ cụ thể thi hành án. Thần Phong trước đêm băng thiết màn thứ nhất kịch bản, bỏ ra 20 triệu thành tựu mua xuống. Thịt đau thì thịt đau, nhưng điểm này, nền hoa vẫn phải hoa, nếu không sự tình không có cách nào khởi bước. Sau khi quen thuộc một phen quy tắc cải biên kịch bản, thần phong càng yên tâm. Đầu tiên, kịch bản này bên trong chỗ bao hàm, thần phong cơ bản đều có thể đem kéo vào làm tinh thứ nguyên bên trong hiện ra. Một số chi tiết có thể được loại bỏ, chẳng hạn như một cái nhìn thoáng qua của na nút, khỏi kịch bản. Mà thần phong cũng không cần lo lắng điều này sẽ tạo thành ảnh hưởng gì đối với tinh muội Bởi vì lần sau thần phong lại mua mảnh vỡ lúc, trực tiếp dùng ban đầu trạng thái là được, hệ thống sẽ tiến hành trí năng dung hợp nhưng loại sửa chữa trên diện rộng này cũng có mức độ ví dụ như nạp nặc khắc không ra sân số lượng quân đoàn phản vật chất thực lực thú tận thế sẽ tăng lên tóm lại mỗi một hạng mục đều cần thần phong cân nhắc lợi hại dù sao kịch bản thật bắt đầu về sau cho dù là hạn chế thời gian thể nghiệm vậy cũng sẽ thật sự đối với hiện thực tạo thành ảnh hưởng thần phong là dự định dùng hiện thực bộ phận thay thế một ít cho nên cần cân nhắc càng nhiều ví dụ như trực tiếp dùng trạm không gian tập đoàn vừa hoàn thành làm sân khấu như thế có thể càng lộ vẻ chân thật trước mắt trạm không gian tinh thần của tập đoàn chúng ta là trạm không gian lớn nhất nhân loại các băng khánh thành là hai tuần sau thời gian chuẩn bị cũng coi như đầy đủ hơn nữa đến lúc đó các quốc gia truyền thông phóng viên đều sẽ trình diện có thể càng lớn trình độ phơi bày toàn bộ sự kiện thu hoạch thành tựu điểm là một phương diện Quan trọng hơn là để làm tin mọi người tin tưởng, ta mới có thể đi mua mảnh vỡ, đem thật sự là băng thiết thế giới gián lâm dung hợp. Cái này so với trực tiếp dùng hát tháp không gian trạm, nguy hiểm lớn hơn, nhưng lợi nhuận cũng cao hơn. Về phần hát tháp không gian trạm, lại mua mô phỏng vũ trụ chi nhánh nhiệm vụ kịch bản đi. Cơm phải nói lắp một miếng, mở ra từng chút một. Càng nghĩ, trong lòng thần phong lại càng có chuẩn tính dùng chức năng ghi nhớ của hệ thống, không ngừng viết một ít bút ký chỉ có hắn có thể nhìn thấy. Thanh Minh đạp thanh vui vẻ đọc sách. Bổ sung 100 tặng 500 phiếu viết. Thời gian hoạt động. Ngày 4 tháng 4 đến ngày 6 tháng 4. Chương 04. Hủy diệt mệnh đồ mở ra. Phó bản cùng luyện cấp. Bạn đang nghe tại truyện chấm audio. Kịch bản băng thiết lần đầu tiên giáng lâm đã xong. Kế tiếp thần phong liền tiếp tục đi dạo trung tâm thương mại chủ yếu là xem đạo cụ và kỹ năng thần phong cũng không cho rằng bằng quà tặng của người mới mở ra con đường khai thác mệnh đồ còn có đạo cụ miễn dịch tử vong hắn có thể dễ dàng giải quyết kịch bản hàng lâm kế tiếp trong kịch bản có quân đoàn phản vật chất đến trong trò chơi có lẽ rất ngon nhưng thông qua kịch bản hiện ra hiện thực giáng lâm lại hoàn toàn bất đồng Quân đoàn phản vật chất băng thiết là lực chủ chiến dưới trướng hủy diệt tinh thần nạp nổ khắc. Được chế tạo bởi một loại thiết bị khủng bố tên là lò nướng chiến tranh, chỉ cần liên tục không ngừng đầu tư vào phản vật chất, có thể không ngừng sinh ra các loại binh chủng quái vật. Thần Phong lựa chọn một màn này, cuối cùng sẽ có tận thế thú đến. Quái vật này thậm chí có được một tia tế bào tham thao tinh thần, cho dù xa không bằng thực lực hủy diệt lệnh sứ và hạo kiếp tiên phong nhưng trong khoảnh khắc hủy diệt một quốc gia lớn, tận thế thú vẫn có thể làm được. Mà lúc này đừng nói thần phong, chính là làm tin bên trong bất kỳ một quốc gia nào, đều không có tuyệt đối nắm chắc, có thể trong khoảnh khắc tiêu diệt một cái đại hình quốc gia. Bởi vì từ sau S3, các quốc gia cản trở lẫn nhau, sau khi có thể khống chế thương mại nhiệt hạch hạt nhân, tất cả đều hướng tới phát triển kinh tế, sẽ không dễ dàng đánh trận lớn. Chạy vào không gian trước đây nhân loại lam tinh đã dò xét được trong năm ánh sáng căn bản cũng không có nền văn minh nào khác các loại thiết bị phóng ra vũ trụ làm sao còn có thể trang bị vũ khí kể cả tinh thần không gian trạm cũng là như thế trong nội dung vở kịch hát tháp làm trí thức lệnh sứ trạm không gian tự nhiên có không ít thiết bị an ninh thần phong lựa chọn đặt sân khấu ở trạm không gian tinh thần đây không thể nghi ngờ là một cuộc đánh cược lớn nhưng hắn còn có thời gian an bài tăng cường an phòng cũng có thể từ trong hệ thống mua đạo cụ giới hạn thời gian vì mau chóng kiếm lấy thành tựu mau chóng trở nên mạnh mẽ để đối mặt côn rác hoặc là băng thiết giáng lâm sau rất nhiều phiền toái thần phong cảm thấy cần phải đánh cược như vậy sau khi chọn lựa một phần thiết bị bảo vệ tính mạng và đạo cụ giới hạn thời gian của trạm không gian thần phong ánh mắt nhìn về phía mặt khác một ít thương phẩm kế tiếp phải an bài thực lực tăng lên hệ thống khối này có đề nghị gì không hệ thống đang điều duyệt tài liệu liên quan gợi ý đề nghị chủ ký sinh mua băng thiết thế giới hủy diệt mệnh đồ mở ra mỗi lần kịch bản mua hoặc là thế giới dung hợp một bộ phận đạo cụ đều được hưởng ưu đãi chiết khấu thần phong nghe vậy mở ra trang khuyến mãi chiết khấu tìm được hàng hóa mở ra hủy diệt mệnh đồ chợt nhìn thần phong không khỏi sửng sốt giảm giá một lần, sau đó 20 triệu. Tốt lắm, cái này cùng kịch bản một cái giá. Hệ thống xét thấy ký chủ tương lai đại khái sẽ dung hợp băng thiết thế giới mảnh vỡ, thậm chí để băng thiết thế giới triệt để dung hợp. Lựa chọn mở ra hủy diệt mệnh đồ là tương đối hữu ích. Mệnh đồ này thuộc loại có lực phá hoại khá mạnh, có thể trong thời gian ngắn tăng lên thực lực ký chủ. Thần Phong hơi trầm ngâm, nhìn kỹ một lần giới thiệu rất nhanh cũng hiểu được, đề nghị của hệ thống không phải không có lý. Bằng thiết thế giới quan bên trong, bất luận kẻ nào cũng có thể tiếp xúc mệnh đồ, mà không cần tinh thần đồng ý. Đơn giản nhất thông thường chính là tín ngưỡng đối ứng tinh thần. Rộng rãi nhất là bởi vì tính cách, hành sự cùng đặc điểm vận mệnh mà bước lên con đường tương ứng, trở thành người đi đường, hiếm thấy nhất là do tinh thần trực tiếp chúc phúc, thậm chí trở thành lệnh sứ. Thần phong thông qua hệ thống mở ra, tương tự như loại mệnh đồ hành giả thứ hai. Nhưng hắn lại không giống băng thiết thổ dân nhóm, sẽ bị mệnh đồ hạn chế, bình thường chỉ có thể bước trên một cái mệnh đồ. Hơn nữa, hệ thống cung cấp mở ra, thông thường còn kèm theo một ít năng lực thiên phú. Suy nghĩ một chút, thần phong trực tiếp tiêu phí 20 triệu thành tựu mua hủy diệt mệnh đồ. Giá trị bản điều khiển chúc mừng ký chủ, thu được hủy diệt mệnh đồ mở ra trở thành hủy diệt hành giả, thể chất 10, sức mạnh 10, tinh thần 10, nhanh nhẹn 10, đẳng cấp tổng hợp 10, thu được năng lực. Tinh thần liệt giải LV1, bỏ qua khoảng cách cùng năng lượng nhu cầu, triệu hoán một lần trạm không gian, diệt tinh hàm liệt giới pháo đồng loạt bắn, theo đẳng cấp tăng lên, quy lực cùng có thể khống chế thiết bị số lượng cũng sẽ tăng lên, thu được tặng kèm đạo cụ. Không gian liệt giải pháo X1 Ký chủ có thể tùy thời an trí đến tùy ý vũ trụ thiết bị bên trong đạt được thiên phú. Hủy diệt ý chí LV1, tạo thành sát thương tăng lên 10%, thần phong thấy thế, không khỏi vui vẻ. Tăng giá trị bản điều khiển không cần phải nói. Như thể chất, lực lượng các loại thuộc tính, trực tiếp là cùng cuối cùng kỹ năng thương tổn có quan hệ. Những nâng cấp này chắc chắn là càng nhiều càng tốt. Mà kỹ năng tinh thần liệt phân, thoạt nhìn cũng phi thường thích hợp với mình tương tự như pháo ray của băng thiết cơ tử. Thần phong có thể trực tiếp đem pháo liệt giải phía chân trời tặng kèm lắp đặt đến trạm không gian tinh thần, cũng là một loại chiến lực bảo đảm cùng tăng lên. Mà theo kỹ năng thăng cấp, số lượng tề xạ có thể điều khiển càng nhiều. Tương lai thần phong này chế tạo hạm đội chiến lực, trực tiếp cũng là hắn tự thân thực lực một loại thể hiện. Tương đương với một con gà ăn nhiều. Không tệ không tệ. Thần phong hài lòng cười, nói tiếp. Hệ thống, về đẳng cấp, phương diện thực chiến thì sao? Hệ thống gợi ý: Đề nghị vật chủ có thể mua bản sao thế giới, những thế giới này thường rẻ hơn nhiều so với quy tắc hoàn chỉnh. Tiến vào phó bản thế giới, có thể thu hoạch thực chiến kinh nghiệm, tư liệu thực tế, vũ khí tiêu hao vân vân. Thần Phong nắm cầm suy tư. Thì ra là thế. Theo hiểu biết sâu hơn, Thần Phong hiện tại cũng hiểu rõ cách dùng của hệ thống này. Tìm đọc một phen giới thiệu về thế giới phó bản. Thế giới phó bản dựa theo công dụng khác nhau, chia làm phó bản nâng cấp khác nhau, thu hoạch sản xuất cũng khác nhau. Quái vật thế giới phó bản cũng có thể do thần phong tiến hành điều chỉnh. Trước mắt thần phong cần luyện cấp phó bản, cần 1.000 vạn mua. Trong vòng 50 cấp, nhiều nhất có thể đạt được 20 cấp kinh nghiệm. Vừa vặn để cho thần phong đạt tới hạng mức cao nhất, lại hướng lên trên muốn tăng lên, hoặc là ngay tại trong hiện thực thu hoạch kinh nghiệm, hoặc là phải lại mua cao cấp hơn phó bản thế giới. Bất quá, thứ này cũng không phải dùng một lần, mua lại cũng không lãng phí. Chờ băng thiết màn thứ nhất sau khi kết thúc, ta nghĩ biện pháp đem vật này ném ra. Để làm tin một bộ phận có tư chất, tiến vào trong đó đạt được năng lực tăng lên. Dù sao đối kháng côn rác văn minh, đây chính là hai cái văn minh ở giữa đỏ sức, các cấp chiến lực pháo hôi đều là cần. Sau khi nghĩ thông suốt các đốt ngón tay, thần phong liền trực tiếp bỏ ra một ngàn vạn mua phó bản kinh nghiệm cấp 1. Kể từ đó liền ước chừng tiêu hết năm ngàn vạn, thật là tiêu tiền như nước chảy a. À. Bất quá nâng cao bản thân, tiền này nên tiêu vẫn phải tiêu. Thần phong cũng không nghĩ nhiều nữa, ý niệm vừa động, mở ra phó bản thế giới. Một đào cửa lớn trắng như tuyết triển khai, bên trong rất nhanh liền xuất hiện mấy con phản vật chất quân đoàn quái vật hư tốt. Thần Phong không do dự nhiều, trực tiếp tiến vào chiến đấu. Trong chiến đấu không ngừng làm quen với năng lực kỹ năng vừa đạt được. Trong lúc thanh toán, Thần Phong cũng mua một số kỹ năng khác từ trung tâm thương mại. Một lần lại một lần ma luyện, không ngày không đêm cùng phó bản thế giới hư tốt đánh nhau. Chỉ một tuần trôi qua, Thần Phong liền trực tiếp đem chính mình tổng hợp đẳng cấp tăng lên tới 50 cấp. Thanh Minh đạp thanh vui vẻ đọc sách bổ sung 100 tặng 500 phiếu VIP. Thời gian hoạt động. Ngày 4 tháng 4 đến ngày 6 tháng 4. Chương 05. Quân đoàn đang tại đến, toàn cầu chú mục. Bạn đang nghe tại truyện chấm audio. Hai tuần nữa. Thần Phong lần nữa đi lên phi thuyền hạng không vũ trụ tư nhân đi tới trạm không gian tinh thần. Trước đó, sau khi thần Phong luyện cấp kết thúc. Vì chuẩn bị trước, hắn đã đi tới đi lui mấy lần đồng thời thần phong cũng cho tập đoàn mình hạ đạt một loạt chỉ thị bao gồm cải tạo bố cục trạm không gian nâng cấp nhân viên an ninh và vũ trang truyền thông và khách mời tại hiện trường thần phong biết những người này đến nhất định sẽ gặp phải nguy hiểm tiềm tàng nhưng thần phong vẫn làm như vậy bởi vì trạm không gian tinh thần là trạm không gian lớn nhất hiện nay của nhân loại lễ khánh thành của nó không mang theo bất cứ ai tham gia cho dù thần phong muốn làm như vậy, vẫn sẽ có vô số người yêu cầu tham dự, chen vỡ đầu cũng phải tham dự và quay phim, nhân viên tập đoàn cũng phải sắp xếp như vậy. Bởi vì chỉ có thần phong biết, con rác uy hiếp lập tức muốn tới. Hơn nữa hắn muốn lập tức an bài mạng thứ nhất kịch bản gián lâm. Mà tất cả những thứ này hắn đều không có khả năng tiết lộ ra bên ngoài. Hệ thống là dựa vào thực lực của mình, căn bản không có khả năng nói cho những người khác. Cho dù thần phong chí công vô tư thật tiết lộ, vậy điểm thành tựu làm sao tới? Chuyện gì sẽ xảy ra với cuộc xâm lược của côn rác? Lấy hệ thống đánh giá, làm tinh văn minh căn bản vô lực ngăn cản. Ngược lại trực tiếp thành tử cục. Đại cục trước mắt, thần phong tự nhiên không có không quả quyết, đi làm thánh mẫu, đi quá mức khấu trừ chi tiết. Sớm thôi. Phi thuyền hàng không vũ trụ phát ra từng đợt nổ vang, một lát sau liền bay lên trời cao thần phong tại mở ra khai thác mệnh đồ về sau đối với gia tóc siêu trọng khó chịu cũng hoàn toàn biến mất đơn giản chậm rãi nhắm mắt chờ máy bay đến trạm không gian tinh thần rất nhanh thần phong đến trạm không gian đi tới văn phòng chủ tịch ngồi xuống mắt thấy còn có một ít thời gian thần phong liền lại kiểm tra qua một lần có hệ thống năng lực gia trì thần phong cũng không cần lần lượt khoan đoạn gian phòng đi lại thần phong trong lòng mặc niệm hệ thống đạo diễn hình thức thượng đế góc nhìn mở ra đinh xác nhận thành công đã vì ký chủ mở ra thượng đế góc nhìn đây là chức năng bên trong của hệ thống tương đương với cho thần phong một góc nhìn thêm có thể làm cho thần phong tùy thời tùy chỗ đối với trạm không gian các nơi phát sinh sự tình có chút hiểu biết điểm ấy chờ một lát sau khi kịch bản mở ra liền có vẻ càng quan trọng khoan thu nhận của tinh mùi không thành vấn đề thiết bị thu nhận cũng đã đổi trước rồi. Đoạn khoan trợ giúp ok, người ngoài không nhìn thấy neo biên giới, thỏa đáng. Sau khi lục tục kiểm tra một lần, thần phong hơi thở ra. Trực tiếp bỏ ra 100 vạn thành tựu, cho tinh thần trạm không gian đổi lấy có thể chống đỡ hàng tinh bộc phát lòng phòng hộ trang bị. Thứ này, rất trâu bò, nhưng 100 vạn thành tựu chỉ có thể mua thẻ thể nghiệm giới hạn thời gian. Một phần trăm giá cả của thế giới cái này thương trường đồ chơi thật sự là đắt đến thái quá. Thần Phong lắc đầu, không đau lòng nữa. Dù sao, một hồi kịch bản mở ra sau, sẽ có đại lượng phản vật chất quân đoàn đột kích. Mà Thần Phong cũng rất rõ ràng. Cho dù là hệ thống kịch bản hiện ra, cho dù là hạn chế thời gian thể nghiệm. Nhưng ở mở ra về sau, những đồ chơi này cũng tốt, tình khung đoàn tàu thành viên cũng tốt, trên thực tế đều là chân thật tồn tại thần phong có thể ở trong kịch bản an bài, dùng vòng phòng hộ ngăn cản tuyệt đại bộ phận quân đoàn tiến vào, nhưng đối với cá lọc lưới, thần phong lại không thể dùng kịch bản để cho chúng nó không công kích. Tóm lại, một khi kịch bản được mở ra, những thực thể này sẽ hành động theo ý muốn của bản thân. Đương nhiên, trước tiên cho cơ tử, oan tờ đám người viết vào một bộ phận ký ức cùng đối thoại là có thể. Đây cũng là thần phong dự định trở thành lam tinh cùng dung hợp thế giới câu thông ràng buộc cơ sở. Mua thể giới hạn vòng phòng hộ, thần phong trực tiếp dùng hình thức đạo diễn an bài thiết bị đến phòng đặc biệt rồi triển khai. Sau đó, thần phong hít sâu một hơi, khởi động trong hệ thống mua tinh thiết kịch bản. Quân đoàn phản vật chất sẽ tấn công trong 15 phút nữa. Vì một màn này, kịch bản bỏ ra 20 triệu, 20 triệu mở ra hủy diệt, 10 triệu mua một cấp kinh nghiệm phó bản, hơn 10 triệu tăng lên năng lực cá nhân cùng mua dùng để mua giới hạn thời gian đạo cụ ước chừng năm sáu ngàn vạn điểm thành tựu đầu tư đánh cược quá nửa người a à. không thành công có lẽ còn có một lần cơ hội nhưng độ khó chỉ sợ sẽ cao hơn không ít phải thành công chuyên chú đem hết thảy chuẩn bị xong xuôi thần phong đi ra khỏi văn phòng làm tin mặt đất các chuyên đề đưa tin và truyền hình trực tiếp về trạm không gian tinh thần cũng đều đang lần lượt nóng lên và phát sóng song song thế giới làm tinh nhân khẩu vượt xa thần phong xuyên qua trước, sớm đã có mấy trăm ức to lớn. Nếu không phải bước vào tinh tế hàng hải thời đại, tại người thức tỉnh nhóm không ngừng khai thác hệ mặt trời, không ngừng hướng mẫu tinh vận chuyển vật tư. Lam tinh này e rằng đã sớm tiến vào mùa giải S4 rồi. Hiện giờ chính là thời kỳ hoa hồng của hàng hải tinh tế, làng đường phát triển nhanh. Lam tinh các ngành các nghề đều phát triển hơn thần phong kiếp trước rất nhiều hàng không vũ trụ là rực rỡ nhất như giải trí văn hóa và truyền hình trực tiếp cũng đều tương đối phát triển dù sao có thể tạo được tác dụng trấn an vững vàng về tinh thần trạm không gian hôm nay thủ tú tự nhiên là tinh thần tập đoàn bút tích thậm chí không tiết tốn một số tiền lớn thu mua không ít đài truyền hình vệ tinh và đài truyền hình trực tiếp của các quốc gia quan trọng nhất là truyền hình trực tiếp ngôi sao nhà mình của tập đoàn sẽ phát sóng trên đài truyền hình vệ tinh radio và Internet. Nơi này là truyền hình trực tiếp ngôi sao. Các vị khán giả toàn cầu, buổi sáng buổi trưa buổi tối tốt lành. Tôi là MC Tiểu Tiểu. Tôi là người dẫn chương trình Aoki. Nho nhỏ. Truyền hình trực tiếp hôm nay là một chương trình chuyên mục đặc biệt. Tên là Tinh thần Đại Hải. Thanh Mộc. Tin rằng các vị không xa lạ gì với tập đoàn thần thị và trạm không gian tinh thần gần đây. Đúng vậy. Hôm nay chúng ta phát sóng trực tiếp sẽ quay toàn bộ quá trình vào ngày đầu tiên trạm không gian mở cửa. Nho nhỏ. Oa. Wow. Ngẫm lại cũng làm cho người ta kích động không thôi. Nghe nói, trạm không gian tinh thần của chúng ta tương lai sẽ trở thành tinh cảng trung chuyển quan trọng nhất của Lam Tinh. Thông lượng thiết kế của nó bằng một nửa so với tất cả các trạm vũ trụ khác hiện tại cộng lại, sẽ giảm đáng kể áp lực vận chuyển đến và đi từ sao xanh thanh mộc đúng vậy trạm không gian tinh thần là một cột mốc nhân loại chúng ta đi về phía biển tinh thần thúc đẩy sự phát triển toàn diện của lam tinh mẫu tinh đương nhiên trước mắt trên trạm không gian còn đang làm chút công tác chuẩn bị cho nên trước đó chúng ta trước xem đơn giản tâm sự để cho mọi người hiểu rõ hơn tinh thần trạm không gian của chúng ta hai vị mc chậm rãi mà nói trong màn đạn lại càng tương đối náo nhiệt bởi vì số lượng người thức tỉnh so với tổng số mấy trăm ức nhân khẩu khổng lồ mà nói vẫn là số ít cho dù là cấp ép cấp thấp nhất cũng không phải rau cải trắng trên đường chỉ cần là đầu óc thanh tĩnh một chút thân thể không có gì đáng ngại hoặc là tại mặt đất vũ trụ công tác đại đa số còn lại là phân tán ở trong vũ trụ đối với tuyệt đại bộ phận người mà nói ở nhà xem truyền hình trực tiếp thỉnh thoảng tiêu khiển giải trí mới là thái độ bình thường tinh thần tập đoàn là tinh tế hàng hải thời đại phát triển lên bít ma. Đương nhiên, nhất cử nhất động của tập đoàn, thời khắc nào cũng hấp dẫn vô số người làm tin chú ý. Chỉ là phát sóng một hội nhỏ này, phòng truyền hình trực tiếp cũng đã tràn vào trên ức người xem. Thanh Minh đạp thanh vui vẻ đọc sách. Bổ sung 100 tặng 500 phiếu viết. Thời gian hoạt động. Ngày 4 tháng 4 đến ngày 6 tháng 4. Chương 06 toàn cầu tiếp sống sinh vật ngoài hành tinh buông xuống bạn đang nghe tại truyện chấm audio hơn trăm triệu người xem lam tinh trạng vào phòng truyền hình trực tiếp màn đạn trong phòng phát sóng trực tiếp thảo luận cũng tương đối náo nhiệt không thể không nói luận khai phá vũ trụ kiếm tiền còn phải là tinh thần trâu bò a à? vậy dù sao người sáng lập thần thị vợ chồng là toàn cầu duy nhất một đôi ép cấp thức tỉnh giả vợ chồng đúng vậy a à, ngưu bức là thật ngưu bức ngắn ngủn mười mấy năm, khai thác mặt trăng căn cứ, sao hỏa căn cứ, sao một sao thổ trạm không gian, còn chuẩn bị hướng hệ mặt trời bên ngoài phát triển. Nhìn như tổng bộ ở Lam Tinh, nhưng Liên Hợp Quốc cũng ngồi ngang hàng với người ta. Tinh thần hắc xì một cái, Lam Tinh chúng ta không được trung rẩy. Có người thán phục trình độ bít ma của tập đoàn tinh thần. Cũng có người cảm thấy vô cùng hứng thú với sự xuất hiện của thần phong hôm nay. Hôm nay cũng là vị thần thiếu gia kia, đại diện chủ tịch lần đầu tiên xuất hiện đi. Thái tử gia vẫn sinh ra trong vũ trụ. hành trình lên sao hỏa hình như cũng thật trâu bò a à, nhân loại đầu tiên sinh ra ngoài vũ trụ. nghe nói thần thiếu gia giống như năng lực thức tỉnh vậy. ai biết. thứ này đa số là bát quái. nếu không là vợ chồng thần thì mất tích phóng chừng cũng không có chuyện thần thiếu gia lộ mặt. mọi người đối với thần phong tò mò rất nhiều cũng đối với việc vợ chồng thần thì mất tích có chút lo lắng. Ai? Chỉ mong hai vợ chồng mạnh khỏe, không có bọn họ là tổn thất lớn của Lam Tinh chúng ta. Hình như là gần Minh Vương Tinh không có thông tin đi. Đã qua hơn nửa năm rồi, ai? Chú ý trạm không gian tinh thần hôm nay. Sớm thôi. Người dẫn chương trình không ngừng giới thiệu. Người xem trong phòng truyền hình trực tiếp tương tác cũng càng ngày càng nhiều. Đây trực tiếp là kéo lên nhiệt độ không nhỏ. Số lượng người xem cũng tăng vọt. Trong vòng 5 phút ngắn ngủi đã đạt tới mấy trăm triệu. Dù sao nơi này là tinh thần chính phủ, chỉ định một tay tư liệu cùng tin tức, người ủng hộ Phan tương đối nhiều. Sau một hồi giới thiệu, MC Aoki. Được rồi các bạn khán giả. Tin tưởng tại ta cùng nho nhỏ giới thiệu qua đi, mọi người đã khẩn cấp muốn xem ngôi sao lần đầu xuất hiện nho nhỏ ông ngực đúng vậy ta hiện tại đều rất chờ mong rất kích động tim cũng nhìn không được tăng tốc thanh mộc vậy chúng ta giao hình ảnh cho trạm không gian sau đó hình ảnh đi tới trạm không gian tinh thần tiếp sống chủ trì nữ mc mở miệng nói chào mọi người tôi là người dẫn chương trình thẩm lâm bây giờ mọi người xem ta ở trên trạm không gian như dẫm trên đất bằng đúng không nhưng trên thực tế, đây cũng không phải năng lực thức tỉnh của ta dẫn đến, mà là toàn bộ trạm không gian của ngôi sao này, đều trang bị lớn nhất, tiên tiến nhất trọng lực mô phỏng môi trường thiết bị. Đồng thời, bao gồm thân thể con người cần các loại sinh thái điều kiện, tinh thần đều làm đến toàn cầu đệ nhất trình độ. Tinh thần làm được, đây là chuyện tốt đáng giá để toàn nhân loại cùng nhau cao hứng. Theo nhóm, chi phí vận chuyển hành khách không gian trong tương lai sẽ giảm hiệu quả khi starport được khánh thành và blue star thông qua không gian tăng lên có cái này một loạt đỉnh cấp khoa học kỹ thuật trợ giúp cùng phí tổn giảm xuống mặc dù đối với người bình thường mà nói đến tinh thần trạm không gian du lịch có lẽ cũng đem không còn là mộng khán giả trong phòng truyền hình vừa nghe nhất thời kích động không thôi a a a là chị tiểu lâm có một nói một tinh thần là da trâu thật cũng chỉ có bọn họ có thể tìm người thức tỉnh cấp A làm người dẫn chương trình trực tiếp. Muốn ta nói, không phải tinh thần trạm không gian càng trâu bò sao? Tinh thần cái này duy nhất tinh cản, trực tiếp đem chúng ta làm tinh vũ trụ phun ra nuốt vào gấp đôi. Đúng vậy, tương lai mấy chục năm, chúng ta không thể dựa vào thức tỉnh giả nhóm ở vũ trụ vớt càng nhiều trở về phát triển. Mấu chốt còn có thể làm cho người bình thường dễ dàng thích ứng A sau này nếu vé vận chuyển hành khách giảm giá người bình thường thật có cơ hội đi vũ trụ a à? cho dù chỉ là đi tinh cảng một hồi cảm giác nhân sinh cũng không tiếc nuối một chữ ngưu hai chữ ngưu bức cái này không phải xong việc sao bởi vì lời giới thiệu của người dẫn chương trình khán giả là nhất thời kích động không thôi bắt đầu chờ mong tinh thần trạm không gian tương lai sinh ra ảnh hưởng cùng hiệu ứng sau đó Nhíp ảnh gia kéo hình ảnh về phía xa. Nữ MC nói tiếp: "Được rồi, khán giả. Hiện tại chúng ta trong hình ảnh quay chụp được chính là chúng ta tinh thần tập đoàn trước mắt đại diện chủ tịch Thần Phong Tiên Sinh. Chúng ta có hẹn trước thời gian, tiếp theo chúng ta cùng thần Tiên Sinh trò chuyện một chút, nghe xem hắn có cách nói gì khác về trạm không gian tinh cảng." Dứt lời, nữ chủ trì mang theo tổ làm phim hướng thần Phong đi tới. Lúc này Thần Phong đang cùng các nhân viên câu thông một ít chi tiết nhỏ của trạm không gian. Vòng phòng hộ tạm thời vừa mua đã lặng lẽ triển khai, thể nghiệm giới hạn thời gian của khoa học kỹ thuật băng thiết khắc, không cần lo lắng bị người lâm tinh phát hiện. Mà tân khách hôm nay tới tuy rằng cũng có khách quý, nhưng phần lớn không cần thần phong đi bàn bạc. Sau khi phát hiện tổ làm phim đi tới, thần phong đưa tay nhìn đồng hồ đeo tay. Còn hơn một phút. Trước để cho nhân viên đi xuống bận rộn. Thần Phong liền mỉm cười đi về phía tinh thần phát sóng trực tiếp tổ làm phim. Nữ chủ trì đánh giá Thần Phong. Tuổi trẻ cao lớn, tuấn lãng đẹp trai, máu chốt còn nhiều tiền. Cô tuy có kích động, nhưng vẫn rất chuyên nghiệp nói: "Chào Thần Đổng. Tôi là thẩm lâm truyền hình trực tiếp." Thần Phong cười nói: "Hoan nghênh các vị." Cũng hoan nghênh khán giả trong phòng truyền hình trực tiếp, cảm tạ các vị đã quan tâm đến trạm không gian tinh thần thần phong vừa lên sân khấu, không ít fan nữ trong phòng truyền hình đều mất bình tĩnh. A a a, thì ra thần đổng đẹp trai như vậy. Cái này không thể so với tiểu thịt tươi nào đẹp trai dương cương hơn. T. Yêu yêu. Tôi tuyên bố, bây giờ tôi chính là fan của thần thiếu. Thần thiếu thiếu bạn gái mà. À, tôi không được. Trên lầu ngươi đang nghĩ cái trắm ăn. Thần đổng ôi tinh thần hiện tại thực tế khống chế người làm sao có thể để mắt người bình thường trong phòng truyền hình trực tiếp cãi nhau thần phong cùng nữ chủ trì cũng tùy tiện hàn huyên một ít thiết bị mới nhất của trạm không gian nhưng theo thời gian từng giây từng phút trôi qua thần phong vừa trả lời vấn đề trong góc nhìn của đạo diễn cũng xuất hiện biến hóa quái vật quân đoàn phản vật chất tiền trạm đã đến bên ngoài lòng phòng hộ của trạm không gian tinh thần vào lúc này. Trong trạm không gian tinh thần, loa phát thanh các nơi vang lên tiếng cảnh báo dồn dập. Ánh đèn cảnh báo màu đỏ nhấp nháy khắp nơi. Thần phong sớm an bài tốt vũ trang an ninh nhân viên, cũng là toàn bộ căng thẳng, tại các khoang đoạn bên trong nhanh chóng hành động. Biến cố bất thình lình này, một đám tân khách truyền thông sợ tới lắp bắp kinh hải. Bất quá, tất cả đều ở trong kế hoạch của thần phong. Thần động Là xảy ra tình huống gì? nữ chủ trì bên cạnh khẩn trương nói thần phong ấn xuống tai nghe sau đó nói ân chờ một chút các ngươi đem hình ảnh chuyển đến ngoại cảnh camera truyền hình trực tiếp ngôi sao là tổ làm phim chính thức của tập đoàn lúc giới thiệu cũng không ít lần dùng camera ngoại cảnh cho người xem truyền hình trực tiếp xem tổng thể trạm không gian tổ làm phim nghe vậy vội vàng làm theo đem hình ảnh chuyển ra ngoài theo hình ảnh hoán đổi mà ra quái vật dị hình ùn ùn kéo đến xuất hiện ở bên ngoài tinh thần trạm không gian. Trong lúc nhất thời, nữ chủ trì cùng tổ làm phim đều hoàn toàn sợ ngây người. Tính cả mấy trăm triệu xem trực tiếp khán giả, đó cũng là trực tiếp há hốc mồm. Sinh vật ngoài hành tinh xuất hiện. Trong đầu vô số người cảm thấy chấn động cùng khủng bố. Thanh Minh đạp thanh vui vẻ đọc sách. Bổ sung 100 tặng 500 phiếu vip Thời gian hoạt động ngày 4 tháng 4 đến ngày 6 tháng 4. Chương 7 Tinh khung đoàn tàu Antimatter Legion Bạn đang nghe tại truyện chấm audio Trong phòng truyền hình trực tiếp tinh thần Sau khi hình ảnh ngoại cảnh xuất hiện quân đoàn phản vật chất Mấy trăm triệu người xem làm tin hoàn toàn điên cuồng A a a, ta nhìn thấy cái gì? Lại là sinh vật ngoài hành tinh sao? T. Mau nhìn, có rất nhiều hình người. Có rất nhiều nhân mã. Thậm chí còn có hình cầu. Đây tuyệt đối không phải sinh vật lam tinh A. À. Có thể trực tiếp bại lộ ở trong vũ trụ hành động, ít nhất là A cấp thức tỉnh giả. Nằm rảnh. Ngưu bức đại phát tinh thần của ta. Lại gặp phải người ngoài hành tinh. Lam tinh tại bước vào đại hàng hải thời đại sau, rốt cục gặp phải một cái khác văn minh. Đi đi. Trên lầu sợ không phải xem náo nhiệt không chê chuyện lớn. Vòng vây này, ai đến không tốt à? Đúng vậy à, cái này ngoài hành tinh quân đoàn bao vây đại tràng diện, ta đều thay tinh thần trạm không gian toát mồ hôi. Theo quân đoàn phản vật chất xuất hiện, vô số người lam tinh tận mắt chứng kiến sự thật người ngoài hành tinh lộ ra ánh sáng. Mặc dù có người hoài nghi, đây là tinh thần tập đoàn vì nhiệt độ mà sống, nhưng loại thanh âm này chung quy rất nhỏ. Dù sao tinh thần vốn là cự vô bá thời đại tinh tế Lam Tinh, không cần phải chỉnh loại công việc này. Càng nhiều người là cảm giác được thế giới quan sụp đổ. Lam Tinh một mình đại hàng hải thời đại có lẽ đã kết thúc. Có những nền văn minh khác trong vũ trụ và dường như không có ý tốt. Mà theo tinh thần trực tiếp đưa ra ánh sáng, vô số toàn cầu đại truyền hình trực tiếp cũng bắt đầu chuyển tiếp tinh thần trực tiếp hình ảnh. Tinh thần chủ phòng truyền hình trực tiếp hai vị mc đều hoàn toàn trợn trọng mắt đồng thời trong phòng truyền hình trực tiếp tràn vào hơn một tỷ người xem chuyện người ngoài hành tinh giáng lâm một truyền mười truyền trăm trên toàn bộ lam tinh gần như hơn một phần ba người thông qua các loại con đường đều tận mắt nhìn thấy một màn kinh người này về phần phần còn lại hoặc là công việc bận rộn hoặc là ban đêm bán cầu còn đang mộng đẹp cùng lúc đó trạm không gian tinh thần tổ làm phim và MC Thẩm Lâm cũng có vẻ tương đối hoảng hốt. Mắt thấy thần phong mười phần bình tĩnh, Thẩm Lâm ân cần hỏi. Thần Đổng, đây là tình huống gì? Người ngoài hành tinh bên ngoài là thật sao? Bọn họ định tấn công trạm không gian tinh thần. Vấn đề của Thẩm Lâm nói ra tiếng lòng của vô số khán giả, cũng làm cho lòng mọi người xoắn thành một đoàn. Thần Phong khuôn mặt bình tĩnh, giơ tay ý bảo chờ một chút. Sau đó, mượn theo từ hệ thống mua sắm ảnh đế cấp chức nghiệp kỹ năng đâu vào đấy diễn xuất lấy so với kỹ năng chiến đấu loại kỹ năng nghề nghiệp hàng ngày này rẻ hơn rất nhiều thần phong căn cứ vào chuẩn bị vạn sự đầy đủ có thể phát huy công dụng đều mua một ít tổ làm phim đem camera nhắm ngay thần phong làm tin vô số người nhất thời ánh mắt đều tề tụ ở vị này ngôi sao trẻ tuổi chủ tịch trên người thần phong đầu tiên là sắc mặt hơi ngưng trọng ấn tai nghe trật tự rõ ràng an bại nhân viên vũ trang các nơi sơ tán cùng bảo vệ khách đến đột nhiên một vuốt khiếp sợ sẽ qua trên mặt hắn cái gì đến từ một thế giới khác tinh khung đoàn tàu vẻ mặt và lời nói của thần phong gợi lên sự tò mò của tổ làm phim và vô số khán giả hiện tại mọi người đều bị người ngoài hành tinh đột nhiên xuất hiện đập cho bối rối ngoại trừ nhìn ra ác ý của đối phương căn bản không nắm giữ bất kỳ tin tức hữu dụng nào lúc này cũng không khỏi cầu nguyện hy vọng hết thảy phát triển theo hướng tốt thời gian từng giây từng giây trôi qua theo thần phong không ngừng gật đầu cùng ân thanh mọi người chỉ cảm thấy ngắn ngủn hơn một phút đồng hồ thời gian cái kia gọi là một độ dây như một năm rất nhanh thần phong thở dài một hơi đối truyền tin bên kia nói cảm tạ biết rồi ta sẽ mau chóng cùng các ngươi hội hợp thần phong vừa buông tay ra người dẫn chương trình thẩm lâm liền khẩn cấp ghé sát lại thần phong giơ tay lên nói thẳng các vị trạm không gian tình huống khẩn cấp ta nói ngắn gọn mọi người trong đoàn làm phim đều nín thở mà thần phong thanh âm cũng mượn trạm không gian bên trong tất cả radio truyền tới những khách khác bên tai thần phong ta vừa nhận được đến từ một thế giới khác một cái tên là tin khung đoàn tàu tổ chức thông tin hiện tại họ đang gửi thiện chí đến blue star và trạm vũ trụ của chúng tôi theo như lời bọn họ nói hiện tại ngoài trạm không gian sinh vật ngoài hành tinh tên là phản vật chất quân đoàn tin tức một khi truyền ra toàn bộ trạm không gian cùng xem truyền hình trực tiếp làm tinh nhân hoàn toàn trợn trong mắt nhưng không cho bọn họ tiêu hóa một lát thần phong liền tiếp tục thả ra tin tức nặng ký thần phong nhưng là tinh khung đoàn tàu cũng hướng chúng ta cung cấp trợ giúp bọn họ vì tinh thần trạm không gian triển khai một cái to lớn vô hình vòng phòng hộ có thể chống đỡ đại bộ phận phản vật chất quân đoàn tiến vào bọn họ rất nhanh sẽ phái ra tiểu đội trợ giúp chúng ta theo lời thần phong vừa nói vô số người đều thở phào nhẹ nhõm tuy nói tình huống không rõ ràng nhưng tóm lại là có người hỗ trợ là tin tức tốt cực lớn thần phong nói tiếp hơn nữa tinh thần trước đây cũng tăng lên qua bảo an đẳng cấp có đại lượng vũ trang cùng bảo an nhân viên mời các vị trạm không gian các nhân viên dưới sự chỉ huy của tập đoàn nhân viên trật tự đi tới khu vực tị nạn tập trung mặt khác thần phong trầm ngâm nói ta ở cách đây không lâu đồng thời cũng thức tỉnh một ít vượt xa thức tỉnh giả phạm trù năng lực ta nghĩ cái này cùng tin khung đoàn tàu phản vật chất quân đoàn xuất hiện chỉ sợ không phải không có quan hệ Tôi biết mọi người vẫn còn nhiều câu hỏi, nhưng điều quan trọng hơn bây giờ là đảm bảo trạm vũ trụ vượt qua cuộc khủng hoảng này. Xin mọi người tin tưởng ta, tin tưởng tinh thần tập đoàn, chúng ta nhất định có thể giải quyết thỏa đáng quân đoàn xâm lấn khốn cảnh. Thần Phong vừa dứt lời, tổ làm phim mơ hồ, hơn 10 ức người xem cũng chấn kinh. Hảo gia hỏa. Thần thiếu trâu bò a, đã nói đời sau của người thức tỉnh cấp S, khẳng định giấu rất sâu. Những siêu năng lực khác T nghe được ta là vừa tò mò, cũng yên tâm không ít a. A a a a. Tinh thần Trạm Không Gian, nhất định phải cố gắng lên. Còn có cái kia không biết từ đâu tới tinh khung đoàn tàu, cho lực một chút a. À. Chúng ta đã mất đi thần thị vợ chồng, bây giờ đại hàng hải thời đại biến thành rừng rậm thời đại, chúng ta không thể không có thần thiếu a. À. Ta hiện tại liền muốn biết, nếu như Vạn Nhất. Vạn Nhất giải quyết không xong, những quân đoàn phản vật chất này có phải hay không sẽ xâm lấn Lam Tinh, chúng ta cái này mặt đất quốc gia cùng tổ chức có thể hay không giải quyết a? À? Ngoan ngoãn. Đây chính là quân đoàn phản vật chất có thể đi lại tự nhiên trong vũ trụ. Binh sĩ chỉ sợ đều rất kinh khủng. Trông cậy vào mặt đất. Không bằng trông cậy vào đoàn tàu tinh khung và thần thiếu ở bên ngoài. Một đám khán giả sau khi rung động qua đi, nội tâm cũng không khỏi sợ hãi. Rốt cuộc người ngoài hành tinh. Quân đoàn phản vật chất xâm lược. Loại chuyện này trực tiếp phá vỡ nhận thức trước kia của mọi người về vũ trụ. Vốn tưởng rằng là tinh tế đại hàng hải, kết quả vừa ra khỏi nhà, khá lắm bên ngoài đều là quái vật, còn mẹ nó bao vây đến cửa nhà. Cái này ai chịu nổi? Thanh Minh đạp thanh vui vẻ đọc sách. Bổ sung 100 tặng 500 phiếu viết. Thời gian hoạt động: Ngày 4 tháng 4 đến ngày 6 tháng 4 chương 08. Quân đoàn kinh khủng, mặt đất lo nghĩ. Bạn đang nghe tại truyện chấm audio. Ở Lâm Tinh vô số người chấn động cùng cảm thấy khủng bố. Trong phòng chiếu phim trực tiếp tinh thần, hai vị chủ trì cũng nhận được thông báo. Aoki. Các vị khán giả. Một loạt tin tức trước đó về đoàn tàu tinh khung và quân đoàn phản vật chất, tin rằng mọi người đã nghe nói. Mọi người khẳng định giống như chúng ta Hiện tại đều vô cùng lo lắng cho an nguy của trạm không gian và mọi người phía trên. Bây giờ, chúng ta lập tức liên lạc một chút trạm không gian khoa an ninh. Đô đô đô. Sau một hồi bận rộn, thông tin được kết nối. Nam dẫn chương trình Thanh Mộc nói: "Trưởng khoa An Đức, xin chào, đây là phòng biểu diễn." Đác 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 đác. Nhưng hình ảnh vừa ra một trận tiếng súng dồn dập nhất thời làm cho phòng truyền hình cùng phòng truyền hình đều lặng ngắt như tờ. Chết tiệt. Chỉ nghe trưởng khoa an ninh nói rõ từng chữ một. Con mẹ nó cái gì lừa gạt hàng thông tin binh, còn đem mặt đất thông tin tiếp vào. Ta quản bên này tác chiến an ninh còn chưa đủ, còn phải hiện trường vừa đánh vừa phát chiến báo đúng không? Đội 2. Con mẹ nó mày siêu hạng điện từ pháo đâu? Quanh cho lão tử, đánh vào chỗ chết tư tư tư. Âm âm. Sau một trận oanh tạc điên cuồng, thông tin trực tiếp bị vô tình cắt đứt. Chỉ để lại hai người dẫn chương trình trong phòng truyền hình, hỗn độn trong gió, nhưng sắc mặt cũng rất nhanh ngưng trọng. Nho nhỏ. Khủ. Các vị, kính xin mọi người không cần hoảng hốt. Dù sao chuyện xảy ra đột ngột, nội bộ tập đoàn có chút hỗn loạn. Phòng an ninh hiện tại có chuyện quan trọng hơn, hy vọng mọi người thông cảm. Thanh Mộc. Đúng vậy. Theo lời bảo vệ nội bộ tập đoàn trước đây. Mặc dù đại hàng hải thời đại còn không có gặp phải bất luận cái gì bên ngoài nguy cơ, nhưng có xét thấy tinh thần trạm không gian tương lai sẽ tiếp nhận đại lượng lui tới nhân viên, cho nên an ninh vũ trang đẳng cấp cũng là thăng cấp qua. So sánh với vũ trang lam tinh mặt đất, cũng thuộc về trình độ tinh nhuệ. Mắt thấy hai vị MC cứng trắng giảng hòa, tâm tình của hơn 10 ức khán giả cũng càng trầm xuống vừa rồi không biết không nhìn thấy còn tốt lúc này đều nghe được nhìn thấy làm sao có thể coi như không tồn tại rất hiển nhiên từ vừa rồi an ninh trưởng khoa mắng chửi trong ngữ khí mọi người cũng đều cảm nhận được trạm không gian đối mặt phản vật chất quân đoàn gian nan cùng vô cùng lo lắng vẫn còn cũng may lúc này trong phòng truyền hình lại nhận được một thông tin nho nhỏ các vị xin chờ một chút là trạm không gian khoa an ninh thông tin chúng ta lập tức kết nối trong thông tin rất nhanh truyền đến thanh âm nơi này là an ninh khoa thông tín viên lý văn kế tiếp từ ta truyền đạt trạm không gian ứng đối phản vật chất quân đoàn thời gian thực tình hình chiến đấu thanh mộc được lý thông tín viên hiện tại tình huống cụ thể của trạm không gian như thế nào mọi người làm tin trên mặt đất mọi người đều vô cùng quan tâm thông tín viên trước đây thần đổng cùng tin khung đoàn tàu lấy được liên lạc chúng ta khoa an ninh cũng thu được một ít phi thường trọng yếu tư liệu tiếp theo tôi sẽ giới thiệu nhanh cho mọi người phản vật chất quân đoàn là do chiến tranh lò nướng chế tạo hủy diệt sinh vật bọn họ thường thường kết bè kết đội xuất hiện có được trình độ nhất định trí năng phần lớn quân đoàn phản vật chất xâm lược là lực lượng cấp thấp và đã bị chặn lại bởi lá chắn được triển khai bởi các đoàn tàu stadom nhưng trong số chúng cũng tồn tại những binh chủng cao cấp hơn, chẳng hạn như những kẻ chà đạp tốt xấu, được tạo ra bởi phản vật chất và một con thú cổ nào đó. Mặc dù số lượng rất ít, nhưng lại triệu hoán một lượng lớn Baryon, phản Baryon, dùng hình thức chính phản hủy diệt, lại dùng tốc độ ánh sáng một phần ba tiến hành đột phá phòng ngự. Nói tóm lại, phần lớn hệ thống phòng thủ trên mặt đất đều không thể giám sát và ngăn chặn hiệu quả mà chúng nó đi vào trạm không gian sau lại có thể trống rỗng triệu hoán ra một loạt hư tốt tiểu đội chỉ là một vài quân đoàn quái vật tiểu đội liền cần an ninh khoa đầu nhập vượt qua ba cái đặc chủng tiểu đội đến đối kháng cùng phòng ngữ ân hy vọng mặt đất các quốc gia các tổ chức cũng làm tốt một bộ phận tương ứng chuẩn bị bị chặn ở bên ngoài phản vật chất quân đoàn không loại trừ có ít tiếng vào làm tinh mặt đất khả năng biến cố ngắn ngủi vài phút làm cho lam tinh thế nhân không kịp dự liệu. Quân đoàn phản vật chất bao vây trạm không gian tinh thần, người như mây đen quá cảnh không thở nổi. Mà lời nói của thông tín viên khoa bảo an, cũng xác minh trình độ chiến lực khủng bố của quân đoàn, khiến tâm tình mọi người chìm xuống đáy cốc. Bởi vì truyền hình trực tiếp tinh thần là kênh phát thanh và tin tức chính thức của tập đoàn. Vô số nhân viên tổ chức quốc gia của Lam Tinh cũng nhao nhao chú ý. Đại địch trước mắt các quốc gia trên mặt đất cùng với liên hòa trong nước cũng bắt đầu gió nổi mây phun. Cùng lúc đó, trong trạm không gian tinh thần, thần phong mặc dù biểu hiện ngưng trọng, nhưng nội tâm lại vô cùng bình tĩnh. Mặc dù tin tức quá mức kinh người, thế cho nên rất nhiều người lam tin vẫn là cảm xúc kinh ngạc, mà không phải tin phục. Nhưng dù vậy, thần phong cũng đã thu hoạch mấy chục vạn thành tựu. Mà thông qua thượng đế góc nhìn, thần phong biết được, chân chính đột phá phòng ngự hư tốt, số lượng cùng dự tính tương đương. Khoa an ninh trạm không gian có lẽ không có biện pháp toàn bộ tiêu diệt những tiểu đội hư tốt này, tình hình chiến đấu cũng tương đối kịch liệt, thậm chí khó tránh khỏi có thương vong. Nhưng phòng ngự và chống cự thông đạo quan trọng là không thành vấn đề. Đoạn khoan thu dụng của trạm không gian, cáp ca và ngân lan của thợ săn tinh hạch, cũng như kịch bản thần phong sắp xếp, đang bí mật hành động, chuẩn bị dùng tinh hạch kích hoạt tinh muội. Bộ phận này thần phong cũng không có thay đổi lớn, bởi vì tinh hạch là điều kiện tiên quyết để quân đoàn phản vật chất xâm lớn, thần phong chỉ là thay đổi nguyên nhân tinh hạch. Kế tiếp, thần phong cũng nên hành động. Hiệp với tinh khung, thanh toán quân đoàn trong trạm. Thần phong bước nhanh rời đi, mà tinh thần phát sóng trực tiếp tổ làm phim cũng nhanh chóng theo tới. Thần phong. Hai người đến nơi an toàn hơn đi, tìm nhân viên khoa an ninh. MC Thẩm Lâm kích động nói thần động. Không cần lo lắng. Trước khi thức tỉnh làm công nhân nghỉ hè coi như đã từng phóng viên chiến trường. Gia nhập tinh thần về sau, tại mặt trăng khai thác bên trong cũng là nhiều lần gặp nguy cơ, nhưng đều bình yên giải quyết. Chúng ta nhất định sẽ không gây thêm phiền toái cho ngươi. Thần Phong suy nghĩ một chút, gật đầu nói. Được, mặc dù ta có camera tùy thân, nhưng các ngươi nguyện ý mạo hiểm thì tới đi. Tận lực bảo đảm chính mình an toàn, nếu như ta có nguy cơ gì các ngươi cũng có thể đem càng nhiều tin tức tình báo truyền ra ngoài thần đổng đoàn làm phim mọi người nghe được là nhất thời nghiêm nghị kính nể lên ngay cả truyền hình trực tiếp gian người xem cũng là như thế thần phong không nói thêm gì nữa gọi thêm một đội bảo an tinh nhuệ sau đó bước nhanh về phía mục tiêu nhưng lộ trình quá nữa còn chưa có hiệp với đoàn tàu tinh khung một đội quân đoàn phản vật chất hư tốt chặn lại trước mặt đoàn người Thanh Minh đạp thanh vui vẻ đọc sách. Bổ sung 100 tặng 500 phiếu vip. Thời gian hoạt động. Ngày 4 tháng 4 đến ngày 6 tháng 4. Chương 09. Tinh thần chiết xuất. Nhất kích miễu sát hư tốt. Bạn đang nghe tại truyện chấm audio. Đối mặt với quái vật hư tốt khí thế hung hăng. Đội trưởng tiểu đội an ninh đi theo hô. Thần động. Các vị mau lui về phía sau làm thành viên khoa bảo an tiểu đội trưởng tự nhiên càng hiểu rõ những hư tốt này khó chơi mắt thấy hư tốt chà đạp người chú ý tới đoàn người sau đột nhiên liền chạy tới tiểu đội trưởng sắc mặt trầm xuống các ngươi đi trước chúng ta tới ngăn chặn quái vật mọi người trong tổ làm phim nhất thời hoảng sợ cho dù là thẩm lâm vừa mới nói chắc như đinh đóng cột nhìn phía sau chân thân của quái vật hư tốt này cũng không ngừng sợ hãi mấy người còn muốn nhanh chóng chạy trốn nhưng quái vật này tốc độ cực nhanh cơ hồ là nháy mắt liền xung phong giết chết tới bảo an tiểu đội trước mặt mắt thấy song phương sắp va chạm đại chiến hết sức căng thẳng thẩm lâm khóe mắt dư quan lại nhìn thấy thần phong bên cạnh khuôn mặt bình tĩnh thần phong đưa tay hướng trần nhà theo sát ngón tay hướng xuống dưới vung lên tinh thần nứt ra còn không để cho thẩm lâm nghi hoặc bao gồm bảo an tiểu đội đoàn làm phim cùng hơn 10 tỷ người xem ở bên trong, bọn họ liền thấy được một đạo kinh khủng cường quan từ trên trời giáng xuống. Trong lúc điện quan hỏa thạch, chùm sáng kia mang theo năng lượng khủng bố, trực tiếp đánh chết đội quái vật hư tốt kia. Một trận hào quang chói mắt nổ tung, chờ mọi người mở mắt lần nữa. Hư tốt trước mắt cùng một đám quái vật, trong phút chốc liền bắt đầu tách ra, cho đến tan thành mây khói, triệt để mất đi. Mọi người ở đây cùng vô số người xem nhìn biến cố này, cũng không khỏi kinh rớt cầm. Trầm mặt ngắn mũi qua đi, hơn 10 ức khán giả ở trong phòng truyền hình trực tiếp bạo phát sóng đạn khủng bố. Hai người dẫn chương trình trên mặt đất, đó cũng là mơ hồ cả buổi mới lấy lại sức. Nằm rảnh. Nằm rảnh. Ta hiện tại không biết biểu đạt tâm tình của ta như thế nào, trong đầu tất cả đều là nằm rảnh thần thiếu trâu bò a à, quái vật tinh nhuệ khoa an ninh cũng không giải quyết được hắn liền một kích miễu sát. a à, ta một giây trước còn đang lo lắng đề phòng một giây sau ngươi cho ta xem cái này ngưu a à ngưu vừa rồi thần đổng liền nhắc tới hắn thức tỉnh năng lực gì đi cho nên thiên ngoại tổ chức mới liên hệ hắn vậy năng lực thức tỉnh này không khỏi cũng quá trâu bò đúng vậy cái gì thức tỉnh giả sợ đều thành chê cười thần thiếu một người thành quân chiến lực không nói nữa thần thiếu trâu bò liền xong việc đúng vậy a à, sự tình chân tướng mặc dù nhìn đến người rất mộng nhưng tối thiểu thần thiếu có chiến lực ta trạm không gian lam tinh cũng có sức mạnh hơn hô tinh thần nứt ra thấy ta nổi da gà rồi trong lòng cũng thở phào nhẹ nhõm a cùng lúc đó gợi ý điểm thành tựu 11 một gợi ý điểm thành tựu 11 một gợi ý điểm thành tựu ưu mục nhắc nhở bởi vì ký chủ ảnh hưởng, kích phát thành tựu bạo kích ít 10, thành tựu điểm 10 nhắc nhở bởi vì ký chủ ảnh hưởng, kích phát thành tựu bạo kích ít 10, thành tựu điểm 10 gợi ý. Thần phong nghe bên tai không ngừng lộ ra điểm thành tựu thu hoạch nhắc nhở. Ngắn ngủn này một chút công phu, điểm thành tựu tiến vào tăng vọt giai đoạn, một dây liền tăng mấy vạn tiếp cận 10 vạn trình độ. Nhờ có chuẩn bị trước, còn dùng phó bản thế giới tăng lên tinh thần liệt giải trước đó cũng đạt tới LV10. Thần Phong không khỏi nghĩ như thế. Mắt thấy sự tình hướng chính mình dự đoán phương thức đẩy mạnh, Thần Phong không khỏi hơi thở ra. Kế tiếp cũng phải đóng chắc đánh chắc, mà điểm thành tựu dư thừa, cũng cho Thần Phong càng nhiều đường sống, ít nhất tiêu không đến mức rối rắm, nếu cần thiết cũng có thể tạm thời mua đạo cụ hạn chế thời gian. Mà bên cạnh Thần Phong, nhìn hư tốt và quân đoàn phản vật chất biến mất trước mắt tổ làm phim và tiểu đội an ninh trong nháy mắt não ngừng hoạt động hơn khán giả trực tiếp nhất là bảo an tiểu đội trưởng vẻ mặt khó có thể tin tiểu đội khoa an ninh của tập đoàn bọn họ mỗi một người đều là tinh nhuệ trong số những người thức tỉnh tập đoàn lại tốn một số tiền lớn để chế tạo thiết bị và vũ khí tùy thân cho bọn họ nhưng dù vậy khoa an ninh cũng khó tiêu diệt quái vật hư tốt nhưng mà quái vật như vậy lại không chống đỡ được một kích của thần phong. Vẻ mặt mấy người nhất thời trở nên đặc sắc. Tiểu đội trưởng nghĩ tới vừa rồi mình hiên ngang lẫm liệt, nhìn không được đều mặt già cây. Cái này đại lão bản chủ tịch, nhìn là tuổi trẻ, nhưng loại thực lực này làm sao dùng được bọn họ đến bảo vệ đoạn hậu. Nhưng loại tâm tình này thoáng qua. Ngay sau đó tiểu đội trưởng thở dài một hơi. Thần phong lợi hại, trong nháy mắt giải quyết hư tốt. Điều này đối với trạm không gian cũng tốt, đối với tập đoàn cũng tốt, thậm chí đối với toàn nhân loại lam tinh mà nói, đều là tin tức tốt vô cùng. Tin tốt phấn chấn lòng người. Thần động, Cậu cũng quá lợi hại đi. Tiểu đội trưởng nhìn không được tán thưởng. Chúng ta bảo an khoa lao lực toàn lực đều chỉ có thể phòng ngự bực này hư tốt chà đạp người, mà người chỉ tốn một kích liền miễu sát. Đúng vậy nếu không thế nào nói là sau vợ chồng lão thần chúng ta có thực lực như thần đổng chúng ta cũng an tâm không ít a à? thần phong xua tay cười được rồi đây chỉ là một phần năng lực thức tỉnh của ta lúc trước mà ta dù sao cũng chỉ có một người không có các ngươi khoa an ninh các nơi phòng vệ phòng ngự lúc này trạm không gian sợ là đã sớm thành cái sàn thông báo cho tiểu đội phụ trách khu vực này để bọn họ gia tăng phòng ngự ở thông đạo liên quan chúng ta cũng nhanh chóng cùng tinh khung đoàn tàu nhân viên hiệp, tranh thủ mau chóng phản công. Vâng. Thần Đổng. Mọi người trong tiểu đội an ninh đều nghe theo mệnh lệnh. Tổ làm phim và thẩm lâm hơi có vẻ rối loạn, đó cũng là tâm tình thấp thỏm và an tâm đang xen, vội vàng đuổi theo bước chân của thần phong. Mà canh giờ này gió vẫn đóng chắc đánh chắc, thông qua hình thức đạo diễn quan sát toàn cục. Tinh hạch đã bị cáp ca và ngân lan kích hoạt, tinh muội đã thức tỉnh. Tháng 37 bảy cùng đang hằng cũng đã tiến vào trạm không gian, một đường giải quyết phản vật chất quân đoàn, hướng dự định hiệp địa điểm đi tới. Ngay khi thần phong đi tới khoan thu dụng, thần phong mệnh lệnh, cùng với hắn một kích miễu sát hư tốt và đạp người tin tức đều toàn bộ truyền đạt đi ra ngoài. Trong khu vực tị nạn, các khách nhân được bảo vệ bởi nhân viên khoa an ninh đều thở phào nhẹ nhõm. Đều là khẩn trương, nhưng những vị khách này so với lam tinh nhân trên mặt đất khẩn trương hơn nhiều trạm không gian tinh thần này tuy lớn nhưng so với vũ trụ mênh mông vô ngần căn bản chỉ là một hạt cát thật muốn phản vật chất quân đoàn đem trạm không gian hủy diệt bọn hắn đám khách này căn bản không có mạng sống cơ hội dù cho trong bọn họ không thiếu người thức tỉnh có thể ở trong vũ trụ sống sót rất lâu nhưng một mình đối mặt quân đoàn thậm chí còn muốn bay về lam tinh đó quả thực là người si nói mộng. Tin tức thần phong thực lực kinh người, không thể nghi ngờ là một liều thuốc trợ tim, phấn chấn một đám khách nhân vốn là thấp thỏm trong lòng. Trưởng bộ phận an ninh cũng nhận được tin tức. Trưởng khoa An Đức hung hăng vỗ đùi, ha ha ha. Ta đã nói con trai thần thúc làm sao có thể là đồ ngốc. Được. Thần động mới của chúng ta thật là trâu bò. Tôi thấy bên hội đồng quản trị lão ban quay đầu lại đắc ý thế nào nếu nói ngay từ đầu đối với thành viên hội đồng quản trị mới trẻ tuổi trong lòng một đám nhân viên tập đoàn khó tránh khỏi vẫn có chút hoài nghi cho dù loại hoài nghi này cũng không phải là ác ý nhưng thật sự là thần phong thiếu gia này còn quá trẻ cho dù là an đức loại này thần thị vợ chồng bộ hạ cũ thức tỉnh giả cũng càng chờ đợi thần phong cha mẹ có thể trở về lấy khống chế tinh thần chiếc thuyền lớn này các thành viên hội đồng quản trị tập đoàn tinh thần có một bộ phận tương đối là xem sức kêu gọi của vợ chồng thần thị tạm thời đồng ý để thần phong đến đại diện nhưng cũng có một ít là trao đổi lợi ích hoặc là ông mục đích khác mới đồng ý thần phong làm người dẫn đầu chỉ bất quá hình thức phát triển đến bây giờ nghiễm nhiên bất đồng rất lớn trưởng khoa ender hét lớn các anh em đánh mạnh cho tôi tăng hỏa lực lên cần phải chiếu theo chỉ thị của thần đổng chống đỡ đến thời cơ phản công vâng. Một đám đội viên tinh nhuệ của khoa an ninh nhau nhau đáp lời, trong lòng cũng ăn một viên thuốc an thần. Thanh Minh đạp thanh vui vẻ đọc sách. Bổ sung 100 tặng 500 phiếu viết. Thời gian hoạt động. Ngày 4 tháng 4 đến ngày 6 tháng 4. Chương 10. Liên cùng quốc kinh biến. Chiến tranh toàn diện trạng thái. Bạn đang nghe tại truyện chấm audio. Cùng lúc đó. Mặt đất Lam Tinh, thành phố Thiên Nam. Bên trong tòa nhà trụ sở Liên Hòa Quốc, do Tổng Thư Ký chủ trì một cuộc họp video khẩn cấp của cấp cao trên mặt đất. Mặc dù lúc này quân đoàn phản vật chất xâm lớn chính là trạm không gian vũ trụ, nhưng người làm tin trên mặt đất, khẳng định cũng không thể không đến xỉa tới. Nền văn minh ngoài hành tinh chưa biết này, chiến lực trốt cuộc khủng bố đến mức nào. Nếu trạm vũ trụ tinh thần thất thủ, mặt đất có thể tổ chức kháng cự và phản công hữu hiệu hay không? tại chiếm được thông tín viên một loạt báo cáo qua đi, phản vật chất quân đoàn xâm lớn sự kiện này, đều bị các quốc gia coi như khẩn cấp nhất chuyện trọng yếu nhất đến an bài. Sau đó trong phòng phát thanh giới thiệu, mọi người cũng kiến thức trình độ sau khi khoa an ninh trạm không gian tinh thần thăng cấp. Bất cứ nước nào ở Lam Tinh đều là tinh nhuệ trong chiến lược tinh nhuệ. Vô số bộ ngành chính phủ cũng bắt đầu khẩn trương bận rộn, vô số văn kiện được đưa tới bàn của lãnh đạo các quốc gia cùng tướng quân cho nên, khi Liên Hòa Quốc khởi xướng hội nghị khẩn cấp lâm thời, thủ lĩnh các quốc gia cơ hồ đều là trước tiên tụ tập. Toàn bộ quá trình có thể nói là hiệu suất cao, cách sự kiện phát sinh còn không quá 10 phút. Điều này cũng được lợi từ bố cục mới thành lập sau S3, Liên đoàn Lam Tinh và quốc gia có quyền lên tiếng lớn hơn. Hiện trường hội nghị truyền hình Tổng thư ký Tần Đông Nam mở miệng nói Tin rằng các vị cũng biết chuyện quân đoàn phản vật chất xâm lấn các vị có ý kiến gì thì cứ thoải mái nói, tôi sẽ cân nhắc đầy đủ quan điểm chính của các vị. Thủ lĩnh các quốc gia trong video vừa nghe, tình cảnh hơi hỗn loạn, nhào nhào giơ tay muốn phát biểu. Tần thư ký trưởng Chúng ta phải liên lạc với tổ chức của chuyến tàu Stardom đó. Trước mắt, chúng ta có thể đạt được tin tức thật sự quá ít, dù là chuẩn bị, cũng căn bản không thể nào nói lên. Đúng. Điểm ấy ta phi thường đồng ý cứ việc tinh thần tập đoàn truyền hình trực tiếp cũng tốt tin tức công bố cũng tốt đều phi thường đúng chỗ nhưng xa không bằng một tay tin tức tới làm cho người ta tin phục thủ lĩnh một nước đồng ý hơn nữa ta cho rằng lập tức quan trọng nhất chuẩn bị ngược lại là cái gì là lập tức liên hệ thần phong để cho hắn lập tức trở về lam tin năng lực hắn thức tỉnh thể hiện ra thực lực kinh người loại này hoàn toàn mới thức tỉnh sinh ra siêu năng lực khác với quá khứ thức tỉnh giả, cái này có thể hay không quy mô lớn tuyển chọn. Đây mới là mấu chốt để chúng ta đối kháng quân đoàn phản vật chất. Một người khác hỏi ngược lại. Ý của ngươi là để cho tinh thần tập đoàn chủ tịch, buồn tha chính mình vừa mới thành lập, toàn nhân loại lớn nhất trạm không gian tinh cảng. Còn muốn đem phía trên vô số thức tỉnh người cùng khách đến, đặt vào hoàn cảnh nguy hiểm. Một quốc gia nào đó thủ lĩnh. Ta cho rằng, Thần chủ tịch chỉ cần có thể phân biệt rõ thì phi, liền nên hiểu rõ chuyện nào quan trọng hơn. Là lam tinh trọng yếu hay là tinh thần tập đoàn trọng yếu? Thư ký trưởng Tần Đông Nam nghe lý do thoái thác này, thiếu chút nữa không cười ra tiếng. Hắn chợt đè ép tay ý bảo, được rồi, ta xem tự do thảo luận vẫn là thôi đi. Vừa rồi thủ lĩnh nước nào đó hơi không vui, Tần Đông Nam chỉ liếc đối phương một cái, sau đó liền không nhìn qua. Tần Đông Nam thử âm lượng micro, ho nhẹ một tiếng, trịnh trọng mở miệng nói: "Các vị, hôm nay liên hòa quốc an bài cuộc hội nghị này, trọng điểm không phải là thảo luận tinh tế đại hàng hải thời đại bố cục biến thiên. Nhưng có một số quốc gia vẫn cố thủ, vẫn dùng con mắt cũ nhìn thế giới, tôi cho rằng, tôi cũng cần phải nhắc nhở một chút." Tần Đông Nam quét mắt một vòng, sau đó nói: "Thử nghĩ vài vấn đề, liệu các quốc gia lớn có duy trì đối thoại tôn trọng, bình đẳng với các quốc gia nhỏ hơn vào thời điểm S3 không? Không thiếu những người thức tỉnh trước khi trở thành người đứng đầu quốc gia tương ứng của họ và đã có kinh nghiệm làm việc đáng kể trong không gian. Thái độ của các ngươi khi đối mặt với quốc dân không thể trở thành người thức tỉnh là gì? Các ngươi chỉ có chính mình mới rõ ràng. Mà nếu như, một cái cao hơn làm tinh văn minh xuất hiện, thái độ của đối phương, là hẳn là như phản vật chất quân đoàn bình thường để cho các vị sợ hãi. Tinh khung đoàn tàu chỉ liên lạc thần phong, phản vật chất quân đoàn chỉ tiến công tinh thần trạm không gian, một cái rất tiềm ẩn lo diệt chính là. Các vị đang ngồi không có trao đổi thực lực, thậm chí ngay cả muốn động thủ hủy diệt đều là thứ yếu. Còn có người nhắc lại một ít thuyết pháp vừa rồi sao? Trong một đám video hình ảnh, vừa rồi đưa ra thuyết pháp mọi người khó tránh khỏi xấu hổ, nhưng nhất thời cũng không tiện nhắc lại. Thư ký trưởng Tần Đông Nam tiếp tục nói: "Các vị, Lam Tinh bước vào thời đại Hàng Hải Vũ Trụ đã lâu rồi. Từ khi tập đoàn Tinh Thần ra đời, từ lúc người thức tỉnh rời khỏi các quốc gia, tìm kiếm lợi ích lớn nhất của tập thể, cục diện quyền lực của Lam Tinh cũng đã xảy ra biến hóa. Ngay cả khi một phần đáng kể trong chúng ta là Hoa Cơn, chúng ta chỉ quản lý phần lớn các quốc gia không Hoa Cơn của Blue Star." Thử hỏi nếu có một ngày tinh thần tập đoàn tại sao Hỏa tuyên bố kiến quốc, các ngươi thật sự sẽ động tâm tư muốn đi tấn công sao, phải ai?" Tần Đông Nam thở dài nói. "Tập đoàn tinh thần thực tế đã thoát ly, thậm chí là liên hòa quốc. Kiến quốc chỉ là một lý do thoái thác, có làm hay không cũng không khác gì thực tế. Thần Phong chính là một biểu tượng. Là người đầu tiên được sinh ra bên ngoài ngôi sao xanh, anh ta không có quốc tịch và thậm chí không phải là người sao xanh nếu anh ta có quốc tịch." Sau thần phong, nhân viên tập đoàn tinh thần đã có vô số tân sinh ra trong vũ trụ. Các vị hẳn là hiểu, các thành viên hội đồng quản trị tinh thần dù là nhớ lại chuyện cũ, cũng sẽ đồng ý thần phong đại diện chủ tịch, bản thân cũng có hàm nghĩa thoát ly khống chế. Không ít người trong hội trường lâm vào trầm mặt tầng đông nam hơi kích động gõ mặt bàn hai cái, nhưng mà... Thần thì vợ chồng cho dù vất vả trắc trở, cũng muốn đem đứa bé trong tả lót đưa về làm tinh trưởng thành cho dù bước lên hành trình mới về sau, bọn họ lại không thể gặp đứa bé một lần. Các ngươi biết, điều này có ý nghĩa gì không? Tần Đông Nam nhớ lại. Ngày tiễn bọn họ, tôi có hỏi về đứa bé, thần tiên sinh nói như vậy. Thật may mắn khi được sinh ra trong một thời đại thức tỉnh, một thời đại mà nền văn minh phát triển mạnh mẽ. Tất cả chúng ta đều là những đứa trẻ của nền văn minh, và tình cờ tôi là đứa trẻ được yêu thương nhất, nền văn minh có thể có những phần già đi, con người tổ chức văn hóa nhưng phần đó không phải là vô nghĩa ta tin tưởng thời đại mới vượt xa bây giờ thức tỉnh thời đại một ngày nào đó sẽ đến có thể làm cho càng ngày càng nhiều người đi về phía vũ trụ chạm vào tinh thần cho dù ngày này chậm chạp không đến phụng dưỡng bảo vệ nền văn minh của chúng ta để nó vững vàng thay đổi cũ mới vốn là việc tôi nên làm thần phong là thái dương hệ hài tử nhưng ta hy vọng hắn tại lam tinh lớn lên để cho hắn chậm rãi lý giải điểm ấy, đi trở thành trong đó ràng buộc. Mọi người tham dự hội nghị khó tránh khỏi trầm mặt. Tần Đông Nam hít sâu một hơi, trịnh trọng đứng dậy. Mà bây giờ, nhìn các ngươi xem. Một cái 18 tuổi hài tử ở ngoài vũ trụ đối mặt ngoài hành tinh xâm lấn. Các ngươi cho rằng, mẹ nó ta muốn ngồi ở vị trí này, mỗi ngày nghe các ngươi bè lũ cẩu thả, vì một chút lợi ích, chi tiết nhỏ mà cãi vã, còn muốn mở một mắt nhắm một mắt. Không phải lão thần, không phải đứa nhỏ này, ta mẹ nó sớm chạy ra ngoài vũ trụ, ta quản các ngươi đánh sinh đánh chết. Tần Đông Nam tráng mơ hồ có gân nhẹ nổi lên, giận dữ quát. Hiện tại, ta lấy Liên Hòa Quốc lãnh đạo tối cao thân phận tuyên bố, làm tin toàn cầu tiến vào toàn diện chiến tranh trạng thái. Tất cả quốc gia lập tức đình chỉ nội chiến trạng thái, lập tức chuyển giao không thiên quân quân sự quyền chỉ huy trong vòng nửa giờ các quốc gia lãnh đạo cho ta lập tức đến thiên nam thì tổng bộ. Bất luận cái gì dám can đảm kháng lệnh, sẽ bị phán lấy phản lam tinh, phản nhân loại tội, nếu cần thiết lập tức xử quyết. Thanh Minh đạp thanh vui vẻ đọc sách. Bổ sung 100 tặng 500 phiếu viết. Thời gian hoạt động. Ngày 4 tháng 4 đến ngày 6 tháng 4.